ba mày lên tao cho cùng cùng hàng này. Trời ơi, ngủ được chút đã gì mà có 10 phút mà trục giấc dậy biết tưởng gì không, 11 giờ trưa. Cái bắt đầu xong rồi người ướt. Ướt hoài. Không được con mẹ vậy. Thể thao thanh y là trẻ. Thể thao thanh y bộ này trong tư qua được không? Mặc cái gì mà
thức là vậy á mấy chị. Và quần này á họ có hai con, em toàn mặc đồ lính à, chị Liễu thích mặc đồ lính hả? À thôi à, em tìm cái này nè. À ổng là vậy á mấy chị, tôi cái bộ màu cam ra sau đi thôi. Ủa cái gì đó mà 70 ngàn, không phải phải lộn à, cái quần à, em có cái quần này là 60 đến 72, 73 kg nè. Nè có cái quần là trời bị mắc phong lâm cho nên chị nào hốt với em bán 60 ngàn luôn ha. Không bằng cái nửa giá em lấy vô luôn á mấy chị nè, quần thể thao nè. Nè chị nào chốt giùm cho em coi 60 đến 7 mấy ký nè. Nè chốt giùm em quần thể thao màu cam cái. Bán 60 ngàn lấy giùm em cái lạng tó lạng lui tội nghiệp em. Thiệt chứ, lạng nó lạng cái chóng mặt luôn á. Nó lạng nè, đầm của chị Bích Tho Đinh nè. Tập tài là vậy đó nha. Đây nè mấy chị, nè chị Bích Tho Đinh. Ồ, cái đó là mình nữ tính một chút lại. Trời ơi con đầm này em nói chị phải là 10 người mua đầm này là 10 người khói đầm sơ mi. Em nói chị thứ nhất là vải đẹp nè, thứ hai phơm đẹp nè, nói chung là mọi thứ nó đều điểm 10 cho chất lượng ha. Điểm 10 hết trơn hết trời. Chị nào chốt qua chị nào chốt, chị nào chốt đầm meo thì kèm lên số ký nha. Và đầm này nó còn hai size thôi, một size dưới cỡ 60 đến 72, 73 kg, với một size là 80 đến 92, 93 kg nha. Đầm sơ mi nó chỉ còn hai size thôi. Chị nào chốt đầm sơ mi thì chốt lên giùm em. Có khi mình kích vô cái này là mình vô được cái tin chỗ đọc mấy lần, có khi không vô được sao ta. Nè có khi nè, có khi đụng vô được, có khi đụng vô không được. Nó cái vậy á, không vô được. Thôi để coi cái này không được. Hello chị Hình Hoàng, hello Ngọc Thúy, chị Liễu Nguyễn còn mặc đồ sắc nát. Hôm nay em lên hàng xưởng nha mấy chị hết nha. Hôm nay lên hàng xưởng nè. Hôm giờ không có tục tập trung vô hàng xưởng, thì hôm nay em sẽ lên hàng xưởng nè. Đầm sơ mi ha, có chị nào chốt đầm sơ mi không chốt qua bên luôn, qua bên đầm sơ mi luôn. Em có hai con dung hàng xúc 200 anh mấy quên mẹ. Trước khi lên hai con dung hàng xúc lên cái này đi. Cái này là size còn cỡ 85 kg nè, 85-87 kg nè. Chị Ngọc Hồ Ngọc gì đó. Hello chị Hình Hòa, mới thấy hát karaoke xong hả chị? Nè con này dưới 90 kg cũng vừa nha. Con này dưới đầm sơ mi màu bò. Con này xả cho mấy chị 280, xả mấy chị 130 nè. Đầm sơ mi màu bò phân xuông nè. Chị đọc nè, tay cũng đẹp nè ha mấy chị ha. Tay cũng đẹp. Ở giữa có một cái dây nịt bụng đây. Rồi còn một con duy nhất trong cuộc đời, xả 130. 280 xả 130 còn một nghỉ rồi chị. Còn một còn đúng một cái đầm duy nhất trong cuộc đời chị Hình Hòn hát luyến hát sớm rồi hay. Em mà tao nói em giọng em nó cứng ngắc à. Giọng em hát chán chích mẹ luôn. Thiệt. Giọng hát chán chích mẹ luôn. Sơ mi bò này phơm rộng nha Thảo Hiền Tương. Em mặc là hơi rộng á nha. Mua về lại cho ai nha. Chứ em mặc là bị rộng đó. Thảo Hiền Tương sơ mi bò nè. Cho em xin được chia sẻ nha mấy chị. Sơ mi bò của Thảo Hiền Tương nè. Sơ mi bò Thảo Hiền Tương. Nhiêu vậy? 130. Hello Ngọc Thúy chia sẻ livestream nè. Hello, cảm ơn Ngọc Thúy chia sẻ livestream nè. Cho em dọn cái này cái nha, em lửa gì còn cái tích kia em sale cho mấy chị luôn. Sale cho banh lắm. Anh ơi, có thể đưa quăng cái bao đồ đi cho em được không? Cái túi Hà Hồ chị cho em thêm á. Hình như chị còn 2-3 cái 220. Cái túi này về cho. Cái túi này nếu mà còn 2-3 cái gì đó em lấy, chị tính giá lấy vô hàng Quảng Châu thẳng cho. Tại vì chị đang về tới 4 bao tải hàng Quảng Châu thẳng. Túi sách với lại giày thể thao mấy chị mà đang chờ giày thể thao là làm ơn chờ yên nha. Làm ơn chờ em ha. Nè với lại giày xong đan đợt trước em về đó. Mà đợt này về thêm một lô nữa. Cho nên là mấy chị chờ em nha. Đây là hàng đây là
nha mấy chị nha. Hàng bơm. Đây là cái chị ơi gửi cho em bộ đồ xanh rêu chị bán hàng em nay phôi phan. Chị Yên ơi, gửi cho em bộ xanh rêu là áo xanh rêu, quần xanh rêu hay là bộ xanh rêu có tay hả chị phôi phan phải không? Báo lên giùm em phát đi. Đây nè, 5 cái quần này là size 75 đến 100 kg nè. Em bán sale rồi mà còn bị bơm nè mấy chị ha. Bán mấy chị 5 cái 150 nghe. Bán mấy chị 5 cái quần ren này 150 nghe. Chị nào chốt 5 cái quần ren này 150 ngàn chốt lên giúp giùm em nè. 5 cái 150 ngàn quần ren 75 tí đến 100 tí rất là mềm luôn. Bán hàng gì mà còn bị nữa hả chị? Ô luôn á. Chị phôi phan bộ rêu là có tay hay là không có tay? Em bán hàng xe không vậy mà mấy chị còn bơm vậy là em thua luôn á. Chị Út Mạng mặc quần này bị rộng á, chị Út Mạng mặc cái quần gà gà. Có đồng xúc lựa cho em cái đồng đi tiền rồi. Nè, hai đứa chụp hình này với lại bộ xanh, bộ áo xanh rêu chụp của phôi phan gửi qua Zalo cho chị vậy cái lùng. Dạ, đợi em lựa cho. Tại vì ngày mai nguyên một lô đầm hàng xúc về nha, chụp qua. Cái này chị Út Mạng chụp qua để gửi qua Zalo cho chị để chị biết chị soạn hàng. Có tay và ok, ghi 82 kg luôn nha. Cái quần này chị Út Mạng bị rộng, chị Út Mạng đừng có mặc nha. Chị 70 kg quần này phải 75 kg trở lên mặc nó mới êm, nó mới ok. Còn chị mặc nó bị rộng ha. Em có con áo vú nè. Áo vú 160 sale 120. Chị thích mặc rộng hả? Chị mặc cũng được á nhưng mà tại em sợ chị không thích mặc rộng, Út Mạng 150. Còn con áo vú là 160. Còn chị Kim Cúc Đinh lấy size như còn con áo vú mặc hàng ngày nè. Dạ 160 sale mấy chị 120 nha. Nhớ gửi về Đồng Nai thì chị có, em thấy rồi. Nè con này size bao nhiêu, con này mặc hàng ngày đã lắm nha. Không có rộng nhưng mà mút rất là đẹp. Size này size 40 nè. Còn một con cho nên xe cho mấy chị 120 nè. À, có áo bờ ren chưa có, chị Mai Ngọc Diễm chưa có nha chị Diễm ơi. Đây, xả 120. Chị nào chốt áo này xả 120, chốt lên nhà em áo dưới của chị Thanh Hương Nguyễn 120 nè. Dán ghê. Chị bán sale rồi cứ bán tới bán lui ngoài. Cái gì đây, xả 130 nè. Nè, em có một con quần nè. Em có một con quần nè. Size này là size 90. Chị nào trúng bánh này nè. Nè, size 90 kg nè. Size 90 đến 100 kg nè. Em xả cho 90 đến 100 kg. Em xả cho con quần lửng nè. Xả cho con quần baby quần. Chị nào 90 cũng còn rộng 100 kg đi. 100 kg. À, áo chị lấy áo vú 120 cách lấy rồi chị. Quần này 100 kg nè. Quần này chị gì? Chị ở Gò Vấp Nguyễn Hồng Hạnh nè. Sao không lấy quần này? Quần này 220 xả mấy chị 130 nha. Mà chị nào đúng 100 kg hãy lấy, không đúng 100 kg đừng lấy nha. Không lấy, không đúng 100 kg làm ơn đừng lấy giúp em ha. Nhớ em dặn nha. Cái hàng chính quy em cho đổi trả được, còn hàng sale là em không có cho đổi trả nha. Đợi chút lên chân váy. Trời Linh nói nghe nè. Nhìn trong like cái chân váy nó không có là đỉnh rỉ gì hết. Cầm cái chân váy trên tay đi. Rồi sung sướng cuộc đời ha. Chốt một con đen một con bò luôn đi. Quần 130 nè, không ai lấy, ok đưa vô kho, không có gì hết. Đưa vô kho nha, đây. Chân váy nè. Nhìn một cái nè, coi vải gần nè. Nhìn một cái muốn xỉu luôn nha. Nhìn một cái chân váy muốn xỉu luôn. Chiều có mặt chụp hình thử cho mấy chị thấy á. Chiều có mặt chụp hình á, chị nào mà chiều nay chưa chốt thì tranh thủ chốt ha. Chị nào chị nào mà chưa chốt chân váy là tranh thủ chốt nha mấy chị nha. Chưa chốt là tranh thủ chốt ha. Cái lùng vô hốt có rác trong này chắc cái chân váy vô ha. Chân váy có hai màu. Chân váy có hai màu ha. Màu bò và màu đen. Bò và đen nha quý vị nha. Bò và đen, đen và bò. Chị nào chốt đen thì chốt đen, chị nào chốt bò thì chốt bò ha. Đây nè. Có size tới 90 kg luôn nha mấy chị. Coi form của người ta nè. Coi form chân váy nhà người ta nè. Em nói thiệt, may cái chân váy thôi. Cái chân váy là cái thứ mà mặc rất là dễ bị quê. Mà may cái chân váy lên hàng xuất. Hàng này là xuất Pháp nha. Hàng này là xuất Pháp nha mấy chị nha. Đó. Mà may lên á hả. Còn áo vú mặc thường lấy chị 5 cái size. Một là 38, hai là 40 nha chị bán. Cái áo đang mặc cho tôi, trời ơi bà Trang Lê em nhắc vú chị liền. Cái này là có hai cái trong cuộc đời thôi. Để ngày mốt đi em đi lấy jean á, em còn cái nào mà size nhỏ hơn đây em lấy về em bán cho mấy chị 70 kg ha. Trời ơi, mày nói nghe nè. Lấy giá đã 160 rồi không biết bán nhiêu nhưng mà cái vải nó đẹp
nhẹ như lông hồng. Nó đang ngồi quay cảnh chồng á chị. Tối nay không uống hồng trà không con? Ủa nay vô sớm vậy? Bà nội 7:30 lai mà. Chân váy vàng của bé Đặng Hạnh, lấy size nhỏ cho bé Đặng Hạnh nha. Bé Đặng Hạnh lấy người bán bé Đặng Hạnh sai như đây. Bé Đặng Hạnh bữa nay nó ốm dữ nè. Đặng Hạnh 106 nè, người dữ lắm. Áo vú thường là 150 á chị. Rồi em đem cái bao áo vú đó qua ren qua em xả cho mấy chị ha. Thấy mặc là kết ngay. Nhẹ lắm chị Trang, em mà mặc đồ không nhẹ là em không chịu đâu. Ý cái này em mặc, chị Trang để ý không bao giờ em mặc đồ có cổ có tay. Chị Trang để ý đi. Quốc Khang lấy size 77 đi con, chân váy. Nè 77 là thôi, bì nó ghi 77 nè. À, là cái chân váy này nè. Đó, bà nội. Dạ bà nội biết chưa? 77. Bà nội cũng lầy lắm. Cái này không lầy nè. 88 ai biểu mới ôm trúng cái cục 88 chi. Nè 77. 77 của chi Quốc Khang nè. Chén thì cho giãn đã lắm gái. Nè, tao nói đã lắm luôn á thiệt. Bồ Khoa Đặng Hồng Hạnh là vợ Khoa, còn Đặng Hạnh là Bồ Khoa. Ủa gì 8:30 nói 7:30 muốn gì đây. Nè thì 8:30 like. Rồi size 77 cho cô Linh Hồi nè. Cô Linh Hồi 77, Linh Hồi 106 nè. Trời ơi nay Facebook bớt tương tác với mấy chị thương. Ghi vào tên áo quá. Thôi bà nội, cái này không biết có hay không nha. Lấy hai cái 77 của. Ủa mày mua về bà mặc hay sao vậy? Lấy cái 77 với cái 88 đi con. Cho Thảo Hiền. Em mua về mà bán là em nhắn tin riêng cho chị nha. Chứ chị phụ được đồng nào thì chị phụ ha. À, không chị nói thiệt mà. Gọi gieo duyên cho mày bán biết size với tao luôn cũng được. Hai cái của Thảo Hiền Trương đây. Mày làm view Thảo Hiền Trương để chị làm cho. À, chân váy công sở chị. 77 của Victor Đinh con. Có màu bò nữa nha. Bò 77 cho Victor Đinh thôi. Đây 88 này con. Kiếm 77 đi. Rồi 77 đâu. Đây 77 nè. Bò nè, chân váy nè. Chân váy nhung nè. Trời ơi nói thiệt á, chị có mặt chị cho đăng hình nó đẹp lắm. Đây gì còn đó đó. Nè 77 của Victor Đinh nè. Phải không? À em bán lại rồi, cứ nhắn tin cho chị để chị làm bill em cho. Chứ chốt của chiều mình em sẽ ok Thảo. À, để chị bóp cho em ớt cho kiểu giống như lấy lọc với lấy tương tác cho em bán hàng nha. Để chị làm bill cho em cho. À, ai nữa? Chân váy đen của Victor Đinh với lại chân váy nè cái nè. Làm sao tại sao mấy chị không lấy màu bò vậy? Tôi hỏi mấy chị tại sao không lấy màu bò. Hỏi mấy chị một cái câu đơn giản á, coi túi nè. Ôi phơm nè. Đẹp không? Hàng này hàng xuất phát nha, chốt giùm em màu bò đi. Bò. A bữa bò huyền bò. Ô bò ô bô. Bò bô này sắp hết cái cổng chân váy đi con. Bò bò huyền bò. Bò ô bô. Bò bô. Ai chốt bò chốt bò. Này bán mất tương tác dữ dằn lắm. Chồng tỉnh ngủ. Đây là một con quần tây nha. Con này là size từ 63kg đến 75-77. Nói chung là tới 65kg đến 77-78kg. Mà nó có độ co giãn nè ha. Quần này bán cho mấy chị với giá nhiêu? Nếu trên like này em sẽ bán mấy chị 100.000 như cái đầu like hồi bữa. Còn nếu quần này ngày hôm nay không bán được, em sẽ cất em chụp hình và em bán 150. Nói thiệt lòng luôn, quần tây Hàn Quốc nha. Ống suông, vải đẹp, độ co giãn đẹp ha. Rồi đó, nói hết lòng luôn. Bò đẹp mà mấy chị y vậy á, nhưng mà size 88 không à. Bò lấy cái bò thôi Thảo Hiền Trương. Nếu mà em muốn bò thì em lấy em một bò thôi, đừng lấy nhiều bò nha. À, lấy một bò thôi. À, còn áo lính không? Áo lính đâu có, có một cái em mặc à. Quần màu bò của chị Út Mạng 100.000. Quần này đẹp lắm chị Út Mạng. Quần này đẹp dễ sợ luôn. Út Mạng 100.000 nè. À, quần bò. À, cái này Hảo Hiền Trương vừa. Quần tây 100.000 của Kim Cúc Đinh nè. Kim Cúc Đinh 100.000 nè. Ê, lùng lùng. Phi ra phụ. Kim Cúc Đinh. Quần bò của Quốc Khang nè. Hảo Hiền Trương lấy gì lấy chân váy. Quốc Khang nè. Quốc Khang quần bò nè. Quốc Khang quần bò 100.000 nè.
Em lấy hai cái là sao? Ủa vậy có để áo lính cho em không? Không. Ý em nói là ngày mốt em có một cái chuyến đi kho hàng xúc này nè. À, kho hàng quần rin xúc là đụng mấy kho hàng mà chỉ vô bên đây. Kho hàng quần rin xúc là em coi thử còn cái này không thì em lấy về. Đó. Quần bà hai cái của Thảo Huyền Trương. Thảo Huyền Trương hai cái, con này tôm đẹp lắm nha. Thảo Huyền Trương hai cái là 200. À, quần bò của chị Thanh Hoa nè, hello chị Thanh Hoa. Quần bò của chị Thanh Hoa là 100. 100 của chị Thanh Hoa. Quần bò của chế Trang Nguyễn 70kg nè. Coi Trang Nguyễn nào. Vải đẹp lắm nha, cái này thằng này là hàng xuất Nhật nè nha mấy chị nha. Vải đẹp lắm. Cái này của chị Trang Nguyễn 100.000 nè. À, Trang Nguyễn Phú Nhuận nè. À, có ai chốt quần bò nữa không? Chân váy bò có ai chốt không? Quần bò có ai chốt không? À, chị Trang nhắn tin cho cái chị nào mà thích lấy áo lính này, nhắn tin cho em kèm số ký đi. Để chút nữa em like xong em chụp hình lại, em cắt, em gửi qua Zalo em cắt đó. Để ngày mốt em đi có là em sẽ nhớ tới mấy chị nha. Có là em nhớ tới mấy chị liền nha. Quần bò 65kg vừa chị Thu Ánh. Quần bò của Mai Ngọc Diễm nè. Mai Ngọc Diễm 100.000. Quần bò của chế Thu Ánh nè. Dạ, chờ em chút xíu. Hello anh. Hello. Em đang ở nhà. Dạ. Đó, anh thấy em là biết khỏe rồi. Em đây. Dạ, đây anh. À, mới đi cà phê với chị Hạnh hả? Bữa nay anh ốm hơn phải không? Ủa anh nói em hỏi là phải anh Toàn không? Trời anh ốm quá em nhận không? Anh ơi bữa nay có anh Toàn ốm nè anh. Trời em xúc 10kg đó anh. Thu Ánh. Thu Ánh. Biết sao không? Đợi em tí xíu đi, đi ăn đi. Khoảng mấy giờ về em like, em đang like á. Em đang like á. Chúc em gọi lại nha, nha anh Toàn nha. Trời ốm, trời ốm nhau muốn nhắc luôn á. Ốm mà em phải hỏi phải anh Toàn không? Dạ, chị Trang Lê. Quần bò dài nha, à, quần bò dài hay lưỡng? Trời bạn nói chuyện với trai ngọt ghê, cô quỷ sứ thiệt chứ. Quần bò dài hay lưỡng để em đo nha. À, em có lấy mấy cái túi hồi nãy chị đeo không thì báo nha. Hình như chị còn 3-4 cái gì á. Nha, 220 nhưng mà em lấy thì chị sẽ lấy em một ít 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 gì đó. Ít 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 gì đó. Nha, đây nè. Để em đo thử. Em dạ quần dài nhưng mà ống suông nha chế nha. Chế nào 80kg mặc vừa size này nè. Ờ, à, của chị Thu Ánh xả ra đi. Chị Thu Ánh nó hơi bị rộng á. Của chị anh ơi, của chị Thu Ánh xả ra đi anh. Chị Thu Ánh hơi rộng á. Ờ, 80kg quần bò dài chị Minh Đòn. Em lấy cái túi hàng vừa rồi gửi tối hôm qua chụp view rồi đó. Nó có caro đen và caro nâu em muốn lấy. À, giờ chị chốt cái này trước cho em 220 đây rồi từ từ tính tiền rồi chị sẽ tính khác ha. Bỏ này cho bé Thảo Huyền Trương 220 đây rồi. Để cái đó lấy thêm caro đen hay caro gì thì lấy. Minh Đòn lấy được nè. Cái quần này em mới xả của chị Thu Ánh nha. Thu Ánh 65kg thì hơi rộng tí. Chị nào 80kg mặc được quần này luôn nha. Dạ Mai Ngọc Diễm lấy quần chưa vậy? Lấy rồi phải không? Mai Ngọc Diễm lấy quần rồi phải không? Rồi. Em qua mẫu khác nha, em qua em xả cho mấy chị một con khóc nhẹ ha. Cái nào em xả thì em xả, còn cái nào em lên hàng mới thì lên hàng mới mấy chị ủng hộ giùm em nha. Đó. Trời nói chuyện với trai là say đắm lắm mấy chị ơi. Một chấm là say đắm, hai chấm là yếu quần luôn á. Đừng qua cần. Con đứa này con đưa cái hàng này vô đây cái gì vậy? Con đưa giùm gì đó, tao nó vô. Từ mấy cái đóng lùm lùm nè. Em có một cái túi sách bán với số 190. Ờ đu ánh xả đưa gì. Em có một cái con túi sách bán với số nha mấy chị 190. Ờ quần chị chụp ảnh còn không? Quần chị chụp ảnh là mẫu nào? Quần bò của chị Phương Trinh Lê nè. Phương Trinh Lê 100.000. Ờ Minh Đòn một cái của Minh Đòn nè 70kg. 70kg của Minh Đòn 100.000 nè. Đây nè em có một cái con túi bán với số hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp lắm. Em nói thiệt với mấy chị nha. Cái con này em nói dùng từ một câu là nó là đỉnh của đỉnh đó mấy chị. Nó đỉnh dữ dằn lắm. Thiệt, mấy chị mang thử đi. Chị nào đang đi bán với số là mua giùm em nha. Đó.
Alo chị, sau đùi có cái gì mà bong bong quần caro hồi chiều em nhắn tin đó. Ai kiếm chưa có nha, kiếm không có. Trước mắt là kiếm không có nha. Kiếm không có đó, cái quần đã sale mà để hoài không ai mua, chụp hình lên là người ta chốt đùng đùng mất thiệt. Chụp hình lên chốt đùng đùng luôn. Hôm nay em lên bộ này cho mấy chị nè. Bộ này mới về tối hôm qua nha. Bộ này mới về tối hôm qua luôn. Đây mấy chị. Đây ha. Bộ này là bộ đỏ mấy chị ơi, là thun lạnh hết nha. Bộ này 160 có size từ 60 đến 100 kg. Chốt giùm bộ này là khỏi mặc áo vú ở nhà cũng được nha. Chốt giùm em bộ hoa đỏ. Chốt giùm em bộ đỏ nè. Bộ đỏ có tùng. Bộ này 160 ngàn. Em bán nước kho mua được không? Là sao không hiểu? Là sao? Bộ này là chốt giùm em là bộ đỏ 160 nha. Bộ đỏ này có size từ 60 kg đến 100 kg. Chị nào mà muốn chốt hỏi cái áo lính đây là nhớ là nhắn tin cho em nha. Nhớ nhắn tin cho em cho nói ở đây là em không có nhớ hết hàng đâu ha. Em không nhớ hết hàng là em không có. Khi mà có hàng em không biết để cho chị nào á ha. Cái túi chị đeo ờ được 190 nha. Ủa hôm qua 40 bộ 1 triệu này có 160. Ừ lâu lâu nó vậy á nha. Nhà chị Thanh Phạm em lên 4 mẫu rồi, chị muốn chốt mẫu nào chị chốt nha. Cái mẫu hồi nãy á là đỏ. Cái mẫu này là chanel cam, chị Thanh Phạm 80 kg nè. Cái mẫu này là mẫu chanel cam nè mấy chị. Chanel cam đẹp ha. Đây chanel cam nè. Chanel cam. Cái túi em lấy Thảo Hiền Trương nè. Thảo Hiền Trương 190 đây nè, chanel cam. Nó là hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Một cái đầm mà hàng A, hàng B, hàng mà B, hàng C á. Hàng B, hàng C mấy chị không có biết đâu, chỉ có tụi em buôn bán tụi em biết thôi. Là nó nằm ở trăm mấy, 200, 200 mấy. Cái áo dài 100 chớ mà mấy chị mà mua hàng Việt Nam xuất khẩu mà loại A nha. Chỉ còn loại A thôi, nó phải gấp 2, gấp 3 giá. Cái bộ này là chanel cam nè. Bộ nãy là đỏ, bộ này là chanel cam ha. Bộ này chanel cam. Lùng lùng ghi cái bộ chanel cam qua ở dưới cái ô ghi hàng lỗi đó gì. Chanel cam, đó qua dưới cái ô cái màu kem á. Chỗ bịch bóng. Bộ này là vàng nè, xích vàng nè. Ừ, quăng đó để gì đưa cho sửa. Bộ này là xích vàng nè. Ai chốt xích vàng, chốt lên giùm em xích vàng nha. Xích vàng, cứ em chốt 4 màu xong rồi mấy chị muốn chốt gì mấy chị chốt. Đây, hàng Việt Nam xuất khẩu chính gốc nha. Cái này là xích vàng nè. Chị nào chốt xích vàng thì chốt lên giùm em ha. Xích vàng nè. Rồi còn một mẫu cuối cùng. Còn một mẫu cuối cùng là mẫu. Mẫu này là mẫu hoa hồng. Mà mẫu hoa hồng thì size L hết rồi ha. Vải này mấy chị mặc sướng lắm. Vải này mà mấy chị mở hộp tủ ra một phát là mấy chị chỉ muốn mặc cái bộ này thôi ha. Đây, đây là hoa hồng. Đó, kèm với quần đùi. Hoa hồng kèm với quần đùi nha. Đó. Rồi ai chốt gì nè. Chị Thanh Phạm chốt gì chốt lại đi. À, Nghĩa Lê bộ cam. Mấy chị có thể chốt kèm với số ký giùm em được không mấy chị. Nghĩa Lê size 72 kg không. Nghĩa Lê là 160 của Nghĩa Lê. Chị ơi mới nhận được cái đầm xuất khẩu. Vải đẹp ghê ưng cái bụng. Trời ơi nói nghe nè, đợi tôi đang lên hàng xuất khẩu cho coi nè nha. Tôi lên hàng xuất khẩu là mấy chị mê mẩn liền. Bởi vậy tôi nói là hàng xuất khẩu mà ai biết mặt hàng xuất khẩu ha. Là ít khi nào thích mặt hàng xưởng lắm đó thì. Hàng xưởng này cho tuổi teen thôi, xích vàng size L thôi chị, ok chị Thảo. Em coi xích vàng nè, xích vàng của chị Phương Thảo Tỉnh nè. Xích vàng của chị Phương Thảo Tỉnh nè. Phương Thảo Tỉnh xích vàng nè. Coi cho chập nha chị. Xích vàng của chị Phương Thảo Tỉnh. Đắc à, đắc nông, đắc nắc, đắc nia gì đó. Xong chưa? Xong chưa quý vị ơi, xong chưa kéo hùng lên, để em kéo trước rồi tới mấy chị kéo sau nha. Đắc nông á. Đắc cà nông. Đắc cà nông. Xong chưa? Xong bộ này chưa? À, xích vàng 85 kg của Túy Lưu Hòn. Chị Túy Lưu Hòn lấy cái bộ này nhiều nhiều mặc nha. Em nói thiệt. Nói thiệt lòng á. Chứ đẹp dữ dằn lắm. Chứ đẹp dữ dằn lắm chị ơi. Chứ không phải đẹp thường đâu. Nè xích vàng của Thúy Lưu Hòn 160. Chị Thúy Lưu Hòn xích vàng cũng đẹp nè. Cam Chanel cũng đẹp nè. Hoa hồng cũng đẹp nè. Mà tranh thủ chốt đi ha. Chứ số lượng là hầu như là không còn. Cái đầm này hôm qua em giấu nè. Nhưng mà thực sự em mặc nó bị bó. Dưới 73-74 kg là đẹp ha.
dưới 73-74 kg cái đầm này là ok nè nha, dưới 73 kg là cái đầm này ok nè, đây đây ha, đó đẹp không mấy chị, xuất sắc không, xuất sắc ha, 150.000 sale đó nha mấy má. Đầm này qua con giấu đó mấy má ơi, mà giờ con mặt tao nói nó ôm chim quá trời luôn đó. 250 xả 150 đồng sọc dưới 73 kg nha, dưới 73 kg đồng sọc nha. Đây là cái con đồng hôm qua về nè, 208 nè, 208 con đồng nè. Em nói mấy chị muốn mà giống tuổi tin là cứ rút dây lên cao, còn muốn mà mình đầm thấm là cứ rút dây thưa thưa ra tới ngay đầu gối là được rồi. Mà vải đẹp dễ sợ lắm mấy chị, em nói thiệt, con đầm này vải đẹp dễ sợ lắm nè, hai bên đây là rút dây nè mấy chị thấy không, con đầm này đẹp dễ sợ lắm. 208 chị Bích Thoa nên lấy cái con đầm này nè mặc vô y chang con gái luôn, đẹp. Đầm sọc của chị Thanh Hoa nè, đó rồi, đó rồi, đầm sọc 150 của chị Thanh Hoa nè. Dạ chị Thanh Hoa có một cái nha, chị Hồng Công Hồ, hết rồi chị nha, hết rồi, lựa mẫu khác giúp em nha, lựa mẫu khác giúp em nha chị Hồng Công Hồ ơi. Điều vàng đưa dâu teo 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 208 tiếng bùi lấy đầm đó đẹp, đầm này đẹp mà, 208 size L của chị Út Mạc. Nếu mấy chị muốn trẻ trung mấy chị có rút dây lên tới nửa đùi, nếu mấy chị muốn đầm thấm dịu dàng quay lá cành mấy chị rút dây thưa thưa ra tới ngay đầu gối, nếu mấy chị không muốn rút dây mấy chị thả hết xuống tới ống quyển tùy mấy chị thôi, vải đẹp lắm. Út Mạc đầm 208 size L Bi ơi, điểm này đây luôn nè Bi, hay cầu thang qua Bi cấp á. Út Mạc lấy một cái size L cho Út Mạc, lấy một cái 2X cho ai, hồi chiều ai vợ phèo hả? Đúng rồi vợ phèo. Cái con đầm này phơm nó đẹp dữ dàng lắm, nói thiệt. Nè anh nó được 10 hả? Rồi vậy anh xách cái bao này bỏ kia đi em ơi. Ở sau lưng mấy bạn cho em. Ở sau lưng mấy bạn. Thế mặt hồ lòi thịt lòi đây. Oh. Mua mấy chị em bán cho bán rẻ cho. Mua không em bán rẻ cho mấy chị, có chị nào ở đây cần mua không? Em một cái đầm rút dây nha, lấy size L. Lấy một cái đầm rút dây size L cho Thảo Huyền Trương 208. Mấy chị ở đây có ai mua cục này không em bán cho nha. Có ai mua cục này nói đi em bán cho. Dễ dầu thì tao bán. Nha mấy chị nha. Có chị nào ở đây cần thịt cần mỡ không? Có chị nào ở đây cần thịt cần mỡ không? Báo em nha. Nha. Đó dặn rồi đó, rồi chân váy bò không ai chốt là đưa hàng vô kho nha. À em xả cái em còn mấy bộ ngủ nè mấy chị trúng mánh nè. Em xả cái này phát là mấy chị mê mẩn nè, đây. Đây nè, xả một phát mê mẩn luôn. Mẫu đẹp lắm nhưng mà mỗi tội còn size nhỏ không à. Thiệt. Đẹp lắm luôn, mỗi tội còn size nhỏ. Ê, XL còn nè. Em bộ đi. Ha. XL còn nè. Rồi đây. Tôi nói thiệt cái bộ này nó cưng bà cú nội luôn á nè, dễ thương không? FF nè. Nè ha, 106 xả cho 101 nè ha. Còn này size này là size L là dưới 70 kg nè. 60 đến 70 kg dễ thương lắm mấy chị nè. Nè, 60 đến 70 kg bộ FF nè, xả cho mấy chị 110.000. Em mua giải Nguyễn mua hả? À, có ai mua cục đó nói chị bán với nha. Em còn không chị cho miễn phí, vậy bà mua lại không tôi bán cho bà nguyên cục. Giống quỷ ghê, mấy chị mua mở cửa yên khuyến mãi chưa. À, không cho kiểm hàng. Dạ đúng rồi chị Thiếu, bên em có cho kiểm tra hàng bên em á, ngày bán vài chục bill, trăm bill chứ cũng có nhân viên vợ chồng với con em làm không rồi chị. Đó mua hàng hóa có vấn đề gì mấy chị báo. Chị hỏi chị Út Mạng đi, chị Út Mạng mới mua đồng 208, hỏi chị bên em xử lý hàng sao, chị Út Mạng nói cho nghe. Xử lý hàng, thành phố thì gửi shipper đưa về, ví dụ đổi hàng đó, còn cái hàng đó em không còn size thì em cho mấy chị đổi hàng khác. Bộ em, à nè, chốt giùm em bộ ngủ 101 nè ha, size L của Kim Phúc Đinh nè. Kim Cúc Đinh 101 nè. Đó, nhà em có cho chị. Ê, có bộ size dưới 80 kg nè, FF nè. Ở nhà em là không có cho kiểm tra hàng mấy chị nha. Em có bộ FF là size XL nè. Đó, chốt mau đi nha. FF XL là dưới 80 kg ha. Nhà em là không có cho kiểm tra hàng mấy chá. Cho
kiểm tra hàng bị rút hàng, bị tráo đùi dẻ hoài. Thôi, bán ít cũng được. Đây, chế nào tin tưởng hoặc chưa tin tưởng, tối cứ theo dõi em nha. Đó, rồi mua ủng hộ em. K7 có tiền mua sữa bú nha mấy chị nha. Đó, em bán hàng rất ok, xử lý nhanh gọn. Cảm ơn chị, mai uống cà phê nha, tối mai đi chơi với em. Nè, em nói thiệt, mặc cái bộ này lên là em nói cưng vải đái luôn á mấy chị, bộ FF nè. Trời ơi, nay bán hàng sale mà không ai mua ha. Rồi, ok, cóc chứ không sao. Cóc không sao, tối đăng lên lại bán 160. Ừ, có cơm mà, thiệt. Đây, đây ha, đây là bộ beo, đẹp không? Ai chốt bộ beo chốt đi, xả cho 101. Còn có 6 bộ à, mà không ai mua mấy chục bộ, còn 6 bộ đây. Đẹp không mấy chị? Vậy mà không mua muối gì nữa. Rồi, bộ beo nha. Thảo Huyền Trương, Thảo Huyền Trương, mày hai bộ đi. Mày hai bộ chứ một bộ gì nữa. Nè, Thảo Huyền Trương xếp lại nè. Hai bộ của Thảo Huyền Trương, bộ beo với bộ nâu nè. Đó, 101.000 bộ. Còn cỡ tôi không có. À, bộ FF của Đào Ngọc Bích nè. Đào Ngọc Bích 101 nè, con đứa nào đi. Anh Tuấn ơi, đâu mất đi đâu rồi. Đào Ngọc Bích nè. Đào Ngọc Bích 101 nè. Có chị Liên Lê. XL đồ ngủ Vân Anh Nguyễn. XL đồ ngủ Vân Anh Nguyễn. XL là 70-80kg nha. Mà chị lấy màu gì? Giờ em còn mã beo rồi chứ ơi. Chế lấy mã beo nha. Chế Vân Anh Nguyễn. Bên em ship toàn quốc 20.000 nha. Không cho kiểm tra hàng nha chị Vân Anh Nguyễn ơi. Rồi nhắn tin xin địa chỉ xong rồi. Mua hàng em đừng có cho phương thoại trên này. Bên em là chốt hàng qua tin nhắn, không có gọi điện chốt hàng mà chốt hàng qua tin nhắn. Lỡ sau này có lộn tiền, lộn bill hay lộn cái gì đó thì em giải quyết cho mấy chị bằng tin nhắn nha. Ừ, mà nhà em cũng không có nhân viên cho nên có gì mấy chị cứ báo thẳng trong tin nhắn là em ngủ dậy là em xử lý, hoặc là em đi lấy hàng về là em đọc tin nhắn em xử lý. Còn nếu một ngày mà không thấy em xử lý, mấy chị thả mặt cười là mấy chị kêu yên mặt hơn. Tại nhiều lúc làm bill cái nó trôi tin đó mấy chị ha, chứ đừng có nghĩ là shop không giải quyết, không có chuyện đó. Còn nếu em bị trôi tin nhắn nhiều quá không giải quyết, mấy chị vô bay đi, mấy chị nói yên ơi vô coi tin nhắn mấy chị là em coi liền đó ha. Bộ ngủ của chị Thùy Trinh nè, 1167kg nè. Để em coi được còn size L, em chốt cho chị Thùy Trinh nha. Chứ mấy chị đừng anh vô, nhiều lúc thấy trả lời tin nhắn lâu cái mấy chị kêu con quỷ này đủ mẹ, lúc chốt hàng thì chốt mau lắm, lúc trả lời hàng đổi trả thì lâu không có. Đừng nói vậy bị tổn thương á nha. Nhiều lúc đi lấy hàng không cầm điện thoại. Bộ beo của chị Võ Mai 70kg nè, nói vậy vậy tổn thương á. Võ Mai 101 nè con, thiệt tổn thương á nha. FF hết rồi Nguyễn Như ơi. FF hết rồi nha. Chị Liên Lê em nhường bộ em cho chị nè. Liên Lê 101 nè, em nhường bộ em cho chị nè. Còn một bộ size dưới 70kg. Chị Thùy Trinh có rồi. Thùy Trinh có rồi được. Chị Thùy Trinh chút là chốt hàng thôi, đừng có chốt số điện thoại nữa nha. Chị Thùy Trinh hồi nãy lấy gì vậy? Chị Thùy Trinh có bộ beo rồi, bộ FF hết rồi. Ha. Dạ chị Vân Anh Nguyễn hai bộ 75kg. Chị Vân Anh Nguyễn hồi nãy em chốt có bộ hết rồi chị Vân Anh Nguyễn ơi. Chút nữa chị Vân Anh Nguyễn có chốt thì chốt với bộ có tùng. Có tùng che ở trước á. Ha. Phải không? Bây giờ em còn chỉ còn đúng một bộ size L thôi. À bây giờ xuống dưới lấy cái bao này lên nè Bi. Lấy cái bao ngay cầu thang này, bao này nè. Lấy lên chị sale cho mọi người. Áo khoác 50.000. Áo khoác mang 50.000 hàng xuất. Nha, ủa cái ông này đó chưa. Áo chị mặc có 92kg không? Không có nha, min bun min. Áo này có một cái, áo này có hai cái duy nhất. Một cái là em mặc, một cái là quỷ đổ hình như. Đó, em nhớ khách đặt luôn mà. Hết rồi ha. Đó, mấy chị chưa tin tưởng thì cứ trưa 2 giờ tối 8:30 nha. Đó. Cô Văn Anh Nguyễn ơi, vô cho con xin địa chỉ số điện thoại nha cô Văn Anh Nguyễn. Đúng rồi. Cái áo khoác này là áo khoác nhẹ. Nè mấy chị coi phơm áo khoác nhẹ nè. 60-90kg hàng Việt Nam xuất khẩu. Màu sao ta, màu hơi rêu rêu lính lính nha. Nè vải, em nói mấy chị vải coi vậy em đẹp lắm rồi. Chốt 50.000 đi. 50.000 áo khoác nhẹ 50.000. Sale đó nha, đang là hàng sale á. Hàng chính quy là em cho đổi trả sai. Em cho đổi sai, còn hàng sale là không cho đổi trả. Nhưng mà yên lưu lúc nào cũng đúng sai. 50.000 của Nguyễn Quỳnh Giao nè. 50.000 của Nguyễn Quỳnh Giao. Like không được, like còn là đưa hết vô kho luôn. Nguyễn Quỳnh Giao 50.000. 50.000 Nguyễn Quỳnh Giao. Chị Sương Nguyễn một áo khoác 50.000 nè con. Cô Sương Nguyễn áo khoác 50.000. Võ Hạ My khóc nhẹ. Chế Võ Hạ My khóc nhẹ. Vải đẹp lắm, hàng Việt Nam xuất khẩu mà. Vải Hạ My 50.000 khách thủ mới đây. Nhớ báo với chị là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha.
không biết? Hình nó bẻ đó, chiều bị đặt cái đầm hồi nãy 280 á. Võ Hà My ai à? Chị Võ có giấu Hà My không có giấu? Võ có giấu Hà My không có giấu? Rồi tiếp tục nè con. Có ai à? An Lily. Ở nhà em đâu có chốt hàng như công nghiệp như người ta. Chứ còn chốt lên số điện thoại không có. Nhà em chốt thủ công nha mấy chị. Ừ, thủ công cho nên hàng hóa mấy chị có vấn đề gì cứ báo em. Ừ, em theo từng người em báo là người đó còn cỡ 2 lần, 3 lần hoặc là em nhớ khách à. Mà mấy chị mà muốn em nhớ mấy chị dập một tuần 7 cái bill cho em là em nhớ liền. Không có màu khác. Có màu khác không chị? Có 50 lấy 2 cái không? Hồng Khanh Nguyễn nè, hôm nay hàng xuất của chị Hồng Khanh Nguyễn. Hồng Khanh Nguyễn 50 ngàn nè. Hồng Khanh Nguyễn 50 ngàn nè. Áo khoác của chị Quy Quỳnh 50 ngàn nè. Hôm nay cái lô này bán không được nữa, không sale được nữa là bỏ kho nha. Chị cô Quy Quỳnh này 50 ngàn của cô Quy Quỳnh nè. Cô Quy Quỳnh là chiều có bill rồi đó. Chứ bán mà cứ chốt xong quăng số điện thoại để đó là Ni Giờ Dung nha, Ni Giờ Dung. Dạ em không có. Rồi cái quần này là 67kg đến 80kg. Nãy giờ có chị nào chưa chốt nữa. Quần này là xuất khẩu Hàn Quốc nè, đẹp không? Nè, coi giảng nè ha. Quần này là ống suông nè. Rồi, nha. Chị nào chốt quần bò 100 ngàn, chốt giùm em quần bò 100 ngàn nha. Ai chốt quần bò chị nhớ em size gì không? Yến Linh Liêu hả? Nhớ. Eo 90 quần jean. Nhớ Yến Linh Liêu ơi. Mà thường thường là em hay mua khoảng cỡ 75kg, gần cỡ đó. À, là lạng vợ phèo chứ ai. Đón mò mới ghê á. Bé bây giờ gỡ hai cục hàng bom này đi bé bây. Giờ Võ Hà My ơi, em ở nơi nào? Trời ơi còn bộ ngủ, còn bộ ngủ dưới 70kg mà không ai chốt ông ơi. Chắc có quýnh chạy không kịp quá. Nha. Quýnh chạy không kịp luôn. Em đang về một lập và em dập về một lô dùm. Ờ, quần bò 62kg rộng nha. Quần bò của An Lê Lê nè. An Lê Lê nha. 100 ngàn. Trời ơi còn bộ ngủ 60 đến 70kg. Cao cướp cái cửa mình đó thầy. Cao cướp thiệt á. Hàng bơm này của ai đây? Chị Thùy Trinh ơi, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chế là em nghỉ chơi á nha. Thiệt, nghỉ chơi thiệt. Gì vậy? Con rắn hả? Nè, anh ơi, hôm qua cái bao riêng em để ở đâu để trẻ bỏ cái này vô cộng thêm hai cái nè. Em lấy lấy áo vút rồi đúng rồi. Áo khoác đó tôi mua 80 giờ sale có 50 hu hu. Đó là lục đời á chị. Dạ, lục đời nha chị. Con qua bên kia con kiếm cái bao áo khoác ren nè. À con bao áo vú ren qua đây cho dì sale cho mấy cô. Mấy cô ép người quá đáng quá. Cũng có nước chưa con? Con bị gì ơi? Quần này quần nam hay quần nữ vậy? Nhà em có con quần này 270 xả mấy chị 190 là quần đá. Quần này size 80-85kg nè. Quần này size 82kg. Chị có áo ngực. Áo ngực ngực su không gọng không. Nãy ta đang sale á. Rồi ta coi thử bên kia cái bao còn không. Ta sale nhẹ cho ha. Sale cho anh 7 đi. Sale anh 7 cho ai? Ai muốn mua? Ai? À, 77kg đến 82kg nha. Quần đá xả mấy chị 190. Xả mấy chị 190 quần đá nha. Quần quần lông chuột đá xả cho mấy chị 190 nha. Chị có lấy em hai cái đây này lên xem là chưa từ từ lên chưa có. Rồi đi nè. Gửi hàng về tại vì hàng đang về cho nên sale bớt kho đó. Chút nữa em lên bộ thể thao cho mấy chị có 200 ngàn rồi đòi em. Rồi bây giờ nè, chị nào đã mặc áo ren bên em là biết cái chất lượng ha. Con này là 160, xả cho mấy chị với giá là 120. Nhưng mà còn lẻ sai nha. Đẹp không? Em nói mấy chị là mút mỏng nha. Mút mỏng nhưng mà có nâng lên nè. Mút mỏng nhưng mà có cái vành nâng nè. Ha, xả 120. Nhưng mà hết size 42. Này size 44 nè. 44 là size vú chà bá đó. Đó 44 nè. Em đang phân size nha. Cứ 120. Mấy chị nào lấy mấy cái báo lên giùm em. Còn size 40 nhiều nhiều đi. Bán cho mấy cổ đi.
Nè 40 nè, đó 42 hết rồi. Cái cục này size nhiêu? Cục xì dầu Obelac 44 nè. Trời ơi, má nào chú bự size 44 là chúng mắng dữ luôn á nha. Má nào chú bự size 44 là ố trời ơi. 5 cái vú 38 để kiếm nha Kim Cúc Linh ơi. Em kiếm nha, đợi em. Đợi em có giá trời còn bán cho chị Kim Cúc Linh là 40. Chắc mẹ rồi, sao 40 size lớn là 44? Ôi sao còn size lớn không vậy? Ồ sao bé không lắc? Rồi 44 không? 44 nè, 44 nè. 42 hết rồi, mới vừa đọc 42 hết xong bả vô bả chốt 42. Còn 40 với 44 không mà mấy chị ơi. Bơm, bơm xì dầu. Nang Nguyễn một cái nè, 120 của Nang Nguyễn nè. Chị ơi hết 38 rồi. Rồi em coi cái bao khác được có 38 không nha. À, ren. Đây giờ chỉ có ren nhiêu đây thôi, 44 là nhiều nè. Trời ơi, chế nào chú bự chà bá lửa chốt 44 cho em nha. 40. À em còn 40. 40 chị nhiêu đòn hai cái nha, chị nhiêu đòn nha, một cái kem với một cái xanh đậm ha. Nhiêu đòn hai cái 240 nè. 40 này chị Văn Anh Nguyễn á, tại vú này vú của Big Size chị ha. Vú này của chị Big Size là chị mặc thoải mái. Em đã thử luôn cái dòng quấn ở sau rồi, cho nên là vú này mấy chị mặc bình thường ha. Ờ à, trời ơi, chị Võ Mai 70kg mà sao lấy 44 vậy? 38 hết rồi nè. Lựa lẹ đi nha. À, Ti Võ ơi, lấy 40 đi Ti Võ ơi. 38 không có. Phương Nguyễn Mai 90kg size nào? Size 42 á chị, 42, 44 tùy chị à. Dạ, 160 tả. 160 tả cho. Bi qua bển lấy tiếp một cái bao áo vú mà không phải chống tuột, bao vú su hàng ngày á, qua cho chị xem bao đó luôn. À, à, có size 40 màu trắng, em còn hai cái 40 màu này. À chị Võ Mai mua giùm ha. Dạ ok chị. Chị Võ Mai mua giùm nè. Võ Mai 44 cái màu trắng. 44 màu trắng 3 cái. Rồi 3 cái của chị Võ Mai nè. 120 360 của chị Võ Mai. 120 360 của chị Võ Mai. Rồi 3 cái vú này nè. 360 của Tăng Quý Linh. 360 của chị Trang Quý Linh. Áo lính Dũng Yên à, em mua giùm. Áo lính Dũng Yên mặc còn không? Em hồi bữa là em kiếm không có. Em 40 em còn hai cái này là chị Văn Anh Nguyễn. Một cái màu xanh nhạt và một cái màu xanh đậm. Nếu muốn sạch sẽ thì lấy cái xanh đậm. Nếu muốn mát mát đẹp đẹp mà ta nói dễ bị hiếp dâm là lấy xanh nhạt ha. Đó, lấy xanh nhạt giúp em nha. Dạ đó, lấy xanh nào thì báo. Chị Thanh Hương Nguyễn lấy xanh đậm nha. Thanh Hương Nguyễn 120 nè. Thanh Hương Nguyễn 120. 44 màu trắng à. Là ai đang ghi cô Tăng Quý Linh à? Đưa đổi một cái màu trắng qua đây cho chị. Rồi qua màu trắng qua đây. Rồi 44 của Thảo Hồ màu trắng là 120 của Thảo Hồ nè con. 120 của Thảo Hồ. À em không lấy màu sáng, như đòn lấy màu gì vậy? Như đòn đâu rồi? Sao lúc lên mấy chị không chốt luôn mấy chị tậu em. Lúc lên xong mấy chị không chốt luôn tậu em đây nè. À, chị Hồng Khanh Nguyễn còn ở đây không vậy? Nè, chị Hồng Khanh Nguyễn ở hàng xuất nè, size chị nè. Nè, size chị hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Chị coi cái quần là chị mê. Dưới 70kg bộ này nè. 60-65kg bộ màu xám nè, 250. Nhưng mà không có còn đâu nha, còn 2-3 bộ nè. Coi như đòn thử. Như loài quá. Gì? Ông ngồi ở tẻ may cho ai vậy ta? Nàng hỏi những tình như khách. Coi thử biêu như đòn hai cái áo vú đâu. Rồi. Sao kêu kiểm tra mà sao để nói nhiều dữ vậy trời. Nghe hai đứa này đứng dậy mẹ cái đi. Sao hai đứa được? Đưa qua đây. Chị không lấy màu sáng thì lấy con xanh đậm với con xanh lọt nha. Rồi còn một con màu kem áo vú 40. Nè bỏ vô cho cô như đòn đi con. Có cái mì luôn. Xanh đậm với xanh nhạt của chị ha. Chưa có 38. Em còn một cái vú màu da nè. Nãy ai hỏi vú màu da? Nãy ai hỏi vú màu da 40 còn một con. Chốt giùm cho em cái ha. À, kem 40 của Huỳnh Thanh Thuy nè. Huỳnh Thanh Thuy là con 120. Bộ xám này là hàng Việt Nam xuất khẩu nè ha. Bộ xám này hàng Việt Nam xuất khẩu. Le ổng cái ổng không có chỗ le lại cho ổng le hai đứa nhỏ. Bà hỏi cái gì luôn. Ta hỏi hai ba lần.
gói đây. Em còn 44 mà màu cánh sơn nha. Ai chốt 44 cánh sơn chốt giùm em 44 cánh sơn nha. Ủa nó nè, của cô Lucy cô hộp màu lại chưa? Hộp bình lại chưa? Nè giờ hết xui nè. Nè ngực xu nè nha. 160 xả cho 120 còn tay gì hút tay đó. Nè ngực xu nè. Ngực xu nè ha, nói cho nghe nha. Đây ngực xu. Nè còn sai nhiêu là chưa biết. Giờ chốt lên ai chốt đi. Ai chưa có ren thì lấy xu nha. Chốt giùm em là mấy cái sai bao nhiêu. Chốt đi em phân sai cái. 42 nè. Nè số lượng ít lắm nha chứ không có nhiều nè. Coi ngực xu của ta đã không. Cho em bút mỏng nha. 38 nè. Chúng mắm rồi. Thi vỏ 3 cái 38. Thi vỏ Vũng Tàu 3 cái 42 nè. Thi vỏ Vũng Tàu 3 cái 38. 36 có luôn nè. Ai chốt 36 chốt đi. Ai vú bé bé chốt giùm em nha. 36 nè. Ai vú bé bé chốt giùm em nha. Cuộc sống 36. Ủa sao 36 không vậy? 36 nè. Cuộc sống. Ủa rồi sao 36 không vậy? Cuộc sống. 42 nè. Thi vỏ Vũng Tàu đang sòn nè. Ủa sao 36 nhiều vậy? Trời ơi, sao 36 nhiều quá vợ. Trời ơi, một xu này mặc sướng lắm nha. Sướng hơn đêm qua luôn á. 36 không trời. Nó được có 2 cái, 38 mà thi vỏ ơi. Được có 3 cái. Được có 2 cái 38 à. 36 nè, trời ơi, 36 quá trời nhiều luôn. Chế nào chốt 36, chốt lên 40 được 1 cái. 40 được 1 cái nè. 42 được mấy cái. 36 một nùi luôn. 36 một nùi. Nè 38 3 cái của Thi Võ nè. Thi Võ bà trúng mắm nè. Thi Võ 3 cái 360. Thi Võ 3 cái 360 nè. Áo vú su 40 màu kem. 40 có 1 cái đây nè chị Sương Nguyễn. Có đúng 1 cái 40 120 nè con cô Sương Nguyễn nè. Có đúng 1 cái 42 thôi. 1 cái 42 của Nan Nguyễn. 120 cái con. Một cái của Nan Nguyễn nè. Một cái của Nan Nguyễn. Nan Nguyễn 120 nè Bi. Rồi một cái đi của chị Tú Huỳnh nè. Tú Huỳnh Vĩnh Long mà tối quay con hỏi á. Tú Huỳnh đi chung với Trân Lê á. Một cái của Tú Huỳnh nè. Tú Huỳnh không có dấu. 38 hết rồi. 40 hết rồi. 36 thường thường 36 với 38 nó né nhau rồi nha. Ngực 96 là sai mấy? Ngực 96 là thường thường là 96 là chị mặc eo khoảng cỡ 36 rồi chị Di Ti. 40 hết rồi chị. Ngực nó có rộng gì? Ngực này có rộng nha. Mà em nói chị cái mút nó mềm sướng lắm. Em nói thiệt luôn. Nói thiệt cái size này là size em luôn nè. Size này là size em nè mấy chị ha. Đây size em nè. Em nói mấy chị mặc cái con ngực đó là nhìn form đẹp mà nhẹ nhàng đó. Nguyên ngày mấy chị không có mệt chim ha. Su 38 cho em. Su 38 hết rồi, có 3 cái là Thi Võ nó lấy từ hồi nãy kiếp trước à. Hết rồi, 40 có 1 cái à. Còn con này sai gì đây? Sai 36 nhiều dữ không biết nữa. Sai 36 sao nhiều quá trời không biết nữa. Rồi 36 không à. Nguyên bao này toàn 36 không. Tại giờ hết rồi, hổng giờ em chưa mặc hàng á. Hàng chưa giờ kịp á. Tại vì hàng Quảng Châu còn khỏi 6 cùng nó đem trên đường về. Thì chắc còn khỏi 2 ngày nữa nó tới. 2 tới 3 ngày. Ha. Còn size 42 thì em còn 2 con. Bé xíu lớp du nè. Su 42 mấy cái em. Chị em có bán váy cưới không? Em mặc size nhà chị quen rồi giờ không tin được. Có bán váy cưới không? Váy cưới là váy gì? Là váy là để em mặc cô dâu hay là váy để em mặc đi đám cưới? Đó. Đó. Đổi mẫu đi chị. Cho em xem lại dùm beo dưới 70kg. Ủa nãy giờ đâu có lên dùm beo đâu. Còn 2 cái 42. Đợi tí xíu đi Ngọc Chảnh thôi. Có đồ bơi gì không anh Nguyễn? Có đồ bơi. Bên em tới 4, 5, 6, 7 mẫu đồ bơi được. Còn 2 cái 42. Ok mấy chị không chốt là em cho vô kho nha. Em cho vô kho nha mấy chị nha. Ủa bé xíu lúc vô có chưa vậy? Đây đây đây. Không có ngực mút nha. Ngực này là ngực mỏng. Trời ơi mập mập lắm. Cái người mập cái vú nó bự chà bá lửa lắm. Ha. À em mặc làm cô dâu. Ưng á thì kiếm mẫu đi chị may cho. Ưng thì kiếm mẫu chị may cho.
đây không chị? Chưa có chốt. Trang Lê kìa, Trang Lê lấy hai cái áo vú cho Trang Lê luôn đi. Đâu còn hai cái trên cùng á. Lấy cái nâu cho bé xíu lớp du, lấy cái tay kia cho Trang Lê. Hình như phải Trang hỏi Trang Lê này, phải Trang Lê hỏi cái áo lính không? Bé xíu lớp du hai cái hả? Bé xíu lớp du hai cái hả? Hai cái, nhưng mà hai cái là hai màu nha. Hai cái là hai màu, thôi chốt một cái đi cho chị Trang Lê một cái chứ bả buồn tội nghiệp. Còn size 36 thôi ha? Còn size 36 thôi. Chị một cái đi chứ giờ chốt với chị kia thì chị nợ buồn. Người một cái đi cho nó vui đi ha. Rồi hôm nay lên hàng xuất hồi trưa nè. Kêu bác Tư, anh ơi hú giùm bác Tư đưa hàng xưởng lên đi. Hàng xưởng lên cho ơi. Chị nào mà có con mà còn cỡ 50-60kg chốt bộ này cho con. Em nói thiệt, hàng này 250 mà đẹp lắm nè. Nó là hàng Việt Nam xuất khẩu, nó là vải linen hay cái gì á mấy chị đây nè, đẹp không? Việt Nam xuất khẩu nha. Hàng này là 200, mấy chị có cái quần phơn đẹp lắm nè. Đó, lấy bộ đồ tắm yếm dây đen đi chị. Lấy bộ ra bên kho lên trên này nè, bộ đồ tắm yếm dây lấy size số 2 á. Lấy size số 2 cho Thi Võ, bộ đồ tắm yếm đen á. Yếm là cột cổ phải không, chứ không phải có tùng. Chị Yên là thích cái loại có tùng hơn nha. Tại vì yếm là nó không có mút ở trong. Còn cái loại có tùng là nó có cái màng nó chụp cái vú ở trong lại và ở ngoài nó có cái tùng ha. Đếm đủ không anh ơi? Phố đêm lạc loài hương yêu, chìm đắm trong màn đêm. Anh ơi ghi bên trên một vú thôi. Anh Tư, anh Phước ơi, ghi trên cái bill chị Trang Lê á là đang chờ áo lính để coi thử mốt em đi kho có không thì bỏ vô, không có thì gửi xong. Đúng rồi, được được em, được được Văn Anh, nhưng mà đợi tí xíu nha Văn Anh, ngồi chơi đi, tối tối rảnh cho con cái chồng con bú không á. Đây nè, nè nó là yếm nè, ở cái này là choàng sau lưng nè. Muốn coi thì báo đi, chị gửi hình cho coi. Đây nè, cái này là yếm nha, nè yếm nè mấy chị ha, kèm cái con chân váy quần nè. Còn kem cho cò kèm cái con chân váy quần nè. Đó, Thi Võ nè. Rồi, mặc đồ chụp hình cưới phải không? Đây, gì Thi Võ 250 nè. Thi Võ 250 nè. Đúng rồi, đợi áo lính, dạ ok. Bộ này, mấy chị ơi, chút nữa con xếp lại bộ này, con quăng vô cái góc mà cái gì cam cam á. Bộ cam lỗi á, để cái gì. Em có một bộ xanh đọt chuối. Bộ xanh đọt chuối này hồi trưa đó, mọi người mua nhiều giờ chưa kiếm được cái áo, anh Phước ảnh hốt xùm bà lằng hết rồi. Dạ em lên hàng xúc cho mấy chị ha. Hàng xúc chiều hôm nay đây mấy trẻ ơi, hai con quần. Trời ơi cái quần này mà mấy chị đi tập thể dục là em nói mấy chị xuất sắc dữ lắm nha. Đây nè, xuất sắc ơi là xuất sắc luôn nha mấy chị, coi nè đẹp không. Một con 80.000, có size từ 65kg đến 100kg chị. Quần riêng không có size 31 chị Nguyễn Lành ơi. Quần riêng không có size 31 nè. Hai chốt bộ hoa, chốt bộ hoa này nè. Bộ hoa này 60-80kg thôi nha. Đây là bộ hoa. Bộ này đó, đi chụp hình cưới đẹp hơn nè Thi. Bộ hoa nè 60-80kg. Áo chị mặc còn không? Hết rồi Phương Trinh Nguyễn, nãy giờ 100 cái bán hết trơn rồi. Nãy giờ còn 100 cái bán sạch sẽ luôn gái. Rồi bán nhiều quá trời. Tụi máy bán những chiếc tiền để đâu cho hết. Ê con kia, nhục nha mày. Nó kêu vậy mà nợ tùm lum nè. Nè mấy chị, chốt giùm em bộ hoa. Ê đổi qua cái điện thoại rồi nha. Bà Trang Lê, bà cười cái gì vậy bà Trang Lê? Bà có thể cười nhỏ nhỏ cho đỡ nhục được không? Bà quỷ sứ à. Trời đất ơi. Đây nè, la bự ghê mấy má thiệt chứ. Mấy quỷ này thiệt chứ. Tôi thấy không được rồi đó, tôi thấy mấy má là không được rồi đó, không được nha. 80.000 cái quần, còn quần ở đâu đây? Đây nè, trời ơi, chụp hình lúc nào cũng để lại một nùi mặt hết đây nè. Nè coi vải nè, đó hai quần này là 150, còn một quần thì 80.000 nha. Hai quần thì 150.000, còn một quần thì 80.000 ha. Ừ mấy cái vải này không chịu mặc đâu. Rồi lên cho cái quần 120 nè, lên cho cái quần 120 nè. Quần này hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Quần này hồi chiều em có mặc, nhưng mà em mặc phơn quần dài, em không có mặc phơn quần lửng. Đây phơn quần lửng mấy chị thấy nó làm cái bo chân đẹp không.
Đó, 120.000 quần lửn. Quần này size từ 70 đến 90kg nha. Quần này là chị Nguyễn Hồng Hạnh, đồ mặc đường này mà chị Nguyễn Hồng Hạnh không chịu mặc nè. Đó, bộ bơi màu thì 220, bộ bơi đen thì 250 chị Ngọc Châu ha. Em nói với chị là mặc hở bụng kệ mẹ đó, đẹp là được, đọc là được, ví diệu là được nha. Còn thằng nào nhìn quánh giá là mình lấy xà beng mình đỡ, nhớ không? Nào quánh giá là mình lấy xà beng mình đỡ liền nha. Kim Cúc Đinh nè, 120.000. Quy đi cho bớt rảnh, cho bớt rưỡng mỡ nha. Mấy chị mua nhiều nhiều đi. Nè áo này hồi trưa em bán gần hết rồi, bây giờ chỉ còn vài con, chỉ còn màu xanh con đen, chỉ còn xanh đen với lại trời ơi, tôi lấy có cái móc mà tôi xây camera 180 độ luôn nè. Quần xanh lá có 87kg bé xíu. Trời ơi, chị nói rồi, có size tới 95-100kg lợn ngang đây em yêu. Gì? Size 87kg mà, có chút chiếu mà. Có size, để chị lấy cho. À, cái quần ho cây đẹp lắm nha gái. Một chi dâu. Mấy chị mua nhiều nhiều cho tôi thấy hai đứa này nó rửng mỡ lắm mấy chị. Nha. Cho tôi thấy tụi nó rửng mỡ lắm, mua nhiều nhiều giùm cho tôi cho nó làm đi. Mất mẹ cái size đi ở đâu rồi. Nãy giờ trong quá trình mày lấy mày có kẹt bớt không size không? Có nè, bé xíu lớp du để chị kiếm size cho em nha. Mặc đồ tắm ra biển làm cá mắc cạn để có hình cưới lấy em. Lấy em mà giờ mém chút nữa đọc thành lạy em luôn. Rồi đây nè. Ủa phải. Nói rồi nha. Mặc đồ tắm kiểu bị hiếp dâm nha. Nói rồi á. Dặn rất là giỏ luôn á. Mất dậy nó kêu cô tôi giỏ lấy cái bộ mà màu vàng á, ra biển chụp khỏi sợ lạc. Cái màu nậu nó mất dậy không? Đây nè, chút nữa tao bán cho mày bộ xanh này la dông nè. Mày ngồi im á đi, mấy chị ngồi im hết á đi, em lôi quần lên bán cho. Kiếm cái quần size L à. Mấy chị mua nhiều nhiều cho em thấy hai con này giờ nó rửng mỡ lắm rồi đó. Ha. Em mấy chị mua nhiều nhiều cho em thấy hai con. Đâu size M không vậy trời. Bộ xì dầu OB lắc. Đợi chị nha bé yêu lớp dung. Chị lột ra sang tay cho em đi. Bán cho em cái mắt kính chị đeo đi, nãy giờ chưa mua được chứ trời, con quỷ, quỷ nào thiệt chứ. Bán hàng cho mấy quỷ này nhiều lúc mệt mỏi gì đâu luôn á. Nè. Nè 87kg nè, cho 80.000. Sữa kêu 120.000 vô nó bún trứng giái liền luôn. Bán cái mắt kính nào mua vậy? Bé xíu lúc du. À, bé xíu lúc du ơi, mày lấy cái quần này nè, bé xíu lúc du. Tao nói thiệt á. Đẹp lắm. Đẹp ngang ngửa tao vậy đó. Cười gì hai con điên. Nè 60-75kg nè. Hồi chiều em bán hết trơn hai mẫu áo này rồi. 120 của hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Hết rồi, chiều này em bán gần hết rồi. Đen gì đó. Bây giờ chỉ còn xanh coban nè. Bây giờ chỉ còn xanh coban và đỏ thôi. Nè còn xanh coban và đỏ. Mà cái màu đỏ này ít nổi lắm mấy chị, hứa luôn. Hứa luôn màu đỏ này là rất là ít nổi nha. Xanh lá cây có hả chị? Có rồi, mới chốt cho em rồi. Đây nè, đỏ nè. Đỏ ít nổi lắm mấy chị, hứa. Đỏ này mà mặc giữa đi giữa đường là người ta không bao giờ thấy. Cái màu này cũng đẹp lắm nha. Màu xanh của chị 120 của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Chị Thanh Hương Nguyễn 120 nè. Em thích xanh lá, ừ. Nè, có một bộ này nè. Chị Thanh Hương Nguyễn hồi chưa không coi like có lấy đó. Bộ này hết rồi. Nè, em còn đúng một bộ. Size 70-80kg nha. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu, còn đúng một bộ đây. Mấy chị coi quần của Việt Nam xuất khẩu nó may nè, đẹp không? 250.000 xanh đột chuối. Năm nay là hot trend màu này nè. Em thấy hot quá trời luôn mà không biết đăng lên. Em lấy xanh con kẹt. Xanh con kẹt. Áo hả? Áo này mà vú em là bị chật á, vú chị
là vừa xích luôn á. Em có bằng ký chị không? Nè, xanh con kẹt nè, 102 của Thi Võ nè. Dạ, áo đỏ luôn của chị Thanh Hương nè. Dạ ok chị Thanh Hương. Chị Thanh Hương 102 nè con. Em còn một mẫu đen nữa chị Hương. Vậy Thanh Hương Nguyễn nè, em còn mẫu đen nữa chứ. Mẫu đen cũng cổ tim mà cột dây nè. Chị muốn cột ít ra cột nhiều gì tùy chị ha. Đây nè, cái tay đẹp lắm chị Hương. Đây cái tay nè, xinh không? Đó, đó. À bộ 250 đưa Thi Võ lại đây. Thi Võ là nãy đứa nào chưa Thi Võ lấy cái bộ này ra biển chụp cho khỏi bị lặn mất nè. Đó Thi Võ 250 nè. Con đi em cái gì áo 50. 120. Nó tán một cái bây giờ ở lùng. Nghĩ sao cô Thanh Hương mua áo 120 nó ghi 50. Nó thương cô Hương hay sao? Ừ thương đi. Và ngày mai mày thấy tao đi ở đợ là mày biết rồi đó. Ai chốt đen chốt lên giùm em đen nha. Đen 120. Ai chốt đen chốt lên giùm em. Bộ đồ xanh đột chuối. Ờ đó, màu nhung nhẹ nhặn thấy thương quá. Nói nghe nè, nói nghe nè bà nội, năm nay là hot trend của xanh đột chuối với lại cam cam coban đó. Đó, năm nay hai cái màu đó là hai màu hot trend đó bà nội. Thấy dọc trên Facebook người ta đăng không mà không biết bán được hay không thôi. Chứ đó là năm nay là hot trend á. Lấy chị áo đen 120 của chị Hương Trương là 120. Dạ, ok chị Hương Trương. Đây hồi nãy ai lấy cái quần chấm bi kia, giờ còn quần này nè. Bi về mấy chị coi quần hàng xúc ta đẹp dễ sợ luôn nè, thấy không đẹp không? 70 kg đến 90 kg đẹp không nè, quần hàng xúc nè, ta làm cái dưới đẹp không? 120 ngàn đó, đẹp ngang ngửa em luôn á. 120 ngàn chốt giùm em quần bi vàng, quần bi vàng 120 ngàn. Ta nói đẹp ngang ngửa, tranh thủ chốt đi nha, đẹp lòng á. Ai lấy áo đen nữa, bi vàng của Thi Võ nè. Nè Thi Võ bi vàng nè, Thi vàng bi Võ nè. 120. Trần Thị, hôm vô con coi thử Trần Thị Thanh Thúy mà Hồ Chí Minh coi thử có chốt cái chân váy vàng không. Chị Trúc Đào lấy một cái quần nè, Trúc Đào lấy cái quần này nè. Trúc Đào 120 nè. Trúc Đào có dấu đặt hàng á là bi ơi. Nè Trúc Đào có dấu nha, đặt hàng. Trúc Đào mà anh ơi sợ ra Trúc Đào hai mẹ con có đặt cái quần 120 á. Không biết. Chị Hằng Thúy này không vừa rồi. Thảo Hiền Trương hai cái quần này không có sai rồi. Thanh Thúy gì vậy? Trần Thị Thanh Thúy gì, Thanh Thúy gì á. Trần Thị Thanh Thúy mà Hồ Chí Minh nó coi thử có chốt cái đó không? Đậu xanh không nói khỏi lấy. Cho em coi áo đen mới vô sao hôm nay chị Lai nhìn tối vậy. Biết sao không? Tại nó không có sáng á. Đã hết tối chưa? Hết tối chưa? Sao tôi ngồi gần dữ trời. Hết tối chưa chị? À hết tối chưa? Nói nghe nè, còn bộ này 60 đến 70, 72 kg nè. Còn có bộ ngủ 160, tẻ 101, ai lấy giùm em nha. Nè, thiệt luôn á, ai lấy giùm em nha. Bộ ngủ beo nè, thiệt á, năn nỉ luôn á mấy chị. Lấy giùm em nha. À, áo quần bao nhiêu ký mặc dạ dạ. Bên em là bán hàng size 60 đến 100 ký á chị nha. 60 đến 100 ký mà chị chưa đúng 60 trên 60 ký đừng vô động nhà em. Cái động nhà em là cái động dáng đẹp eo thon á chị. Hả? Chị có dáng đẹp eo thon mới ngồi tại cái động này thôi nha chị nha. Chị ok chưa? Dáng đẹp eo thon. Rồi, giờ lên tiếp cho mấy chị hôm nay hàng gì về ta? Có ai lấy áo khoác 50 ngàn gì nữa không? Lấy gì đang đau bụng, lấy miếng dán hệ thuốc dán bụng. Tao cũng đâu có đứt dây đến vậy nha mà con, tao đứt dây dữ gì đây. Tao tao thấy tao cũng tỉnh nha, tao đẻ con, tao đâu đẻ đâu. Cho con tao nó hỏi tao nó đứt dây dữ dằn biết nữa. Cũng một phần do ông Phước á. Hồi trước mày trầm tính lắm, đúng rồi đó. Mày trầm tính nhất nhà luôn á. Nó kêu hồi trước nó trầm tính luôn á. Ngủ bi lớn. Ngủ bi lớn, ủa ngủ bi lớn là cái gì vậy?
Ngủ bi đó là cái gì bay? À, quần dài 120 còn Ngọc Trạch. Ủa nãy anh Phước đem lên mấy cái bao à, ngủ còn quần 120 nè còn. Quần 120 còn. Chị 70kg mua lộn về đúng rồi chị Nguyễn. Trời, chị về với đội em nha. Chị về với em. Về đây với em. 120 quần dài nè. Nhưng mà size này là size 80 đó. Size 85 đến 100kg quần bi này nè. À, quần bi này size 85 đến 100kg nha. À, 85 đến 100kg quần bi này đừng lấy. Áo khoác cô tông còn chị Sương Nguyễn. Ngủ bi lớn là lấy cái gì ta? Ông Dũng ơi, ốc Dũng chị có thể nhắn tin cái gì mà em hiểu được không chị? Ngủ bi vàng nè, ốc Dũng lấy quần này phải không? Phải ốc Dũng lấy quần này không? Nè ốc Dũng 120 nè. Phải không trời, chút đại đi. Rồi hậu quả tính sau nha. Nè bi nè, bi này 85 đến 100kg lận. Đây, còn con áo khoác size nhỏ. Còn một con áo khoác size 60-65kg đây. Đây, sót một con áo khoác size 60-65kg màu trắng đây. 60kg thôi nha. Ai chốt con nè, nè, thấy không, thấy cái áo không? Nhưng mà còn khoảng 60kg thôi, 50-60kg thôi. Không, xả của ốc Dũng ra đi. Nè, áo khoác này chốt cho má em nha. Anh Thị Như Băng. Má em nè, bà. Tăng, tăng, ba lăng. Dâm đùi, 80kg khó chị. Coi nè, em dâm đùi nhiều lắm. Bi qua lấy hai cái giùm đùi 280 size L qua đây Bi. Nè quần Bi nè. Mày gọi điện mày hỏi đi giờ sao mà hoài ý mà hoài sao mày hỏi đi. Nói bà ngoại đi. Mày nói đi. Bà ngoại làm cái gì với cô không? Đây đây để em lên giùm nha mấy chị coi. Rồi nó hỏi bà ngoại giờ làm kim chi cho nó không? Mày nó hỏi giống như ông nậu thiên hệ mát thiên nhiên nghĩa đó chị. Không, cái giùm mà tao 280 á, đeo với lại caro. Quần Bi này size lớn lắm. Mai em chọn ra ít quần size nhỏ nha. Ồ, quần jean. Quần jean là không có lên buổi tối chị. Quần jean là thường thường lên buổi trưa nha. Quần jean là em lên buổi trưa, không có lên buổi tối tiền ơi. Quần này size hơi lớn, để mai em chuyển ra ít quần size nhỏ. Không phải dâm, sao em thì chị hỏi gì mà em trả lời gì ạ? Jean đùi 80kg. Có khoác cô tông không? Ngủ bi lớn, ngu bi lớn. Dạ không. Dạ không, chị đã coi thử cái bộ đây là bộ gì lên nè. Cái bao dung mà 280 đó Bi ạ. Ờ, thông minh á. Rồi lên ra máy chế nha. Trời ơi, ơi, trời ơi. Nè. Từ từ. Ngồi điện chữ lộn cái nè. Ủa Trang, tao kêu mày may cái bộ mà sát nách mà hỏng ở trước dài sau may cái vải kia mày tự nhiên cái mày đi may vải thun gì mày dĩ Trang. Mày bị gì mà may vải thun gì gớm ồm vậy? Kêu may cái vải như cái bữa bộ mà bữa trước á nhớ không? Mà sao tự nhiên đi may vải này gì kỳ cục vậy Trang? Mày tào lao trong cái đó, tao kêu là may vải đó, họ tiết những cái mẫu giống đó, tự nhiên là may họ tiết lên giống như bà già vậy sao bán? Mày nghĩ sao, tự nhiên cái mày tìm nghĩ sao mình đi may cái phân vải mà gớm mình để vậy cùng mà thay vải nữa chứ. Vậy đi để cái may bộ cá tùng được rồi, tự nhiên mày quất cái vải này lên thấy mất gớm nè. Nghĩ sao tao đã kêu là may cái vải đó là lựa họ tiết khác để may ra 3-4 mẫu mày làm mày quất lên một nùi cho tao như vậy. Sao mai tao trả hàng về hết cho mày quá à. Mày muốn gì mua, mày muốn mà đủ mẹ thì tao tiếc con má đi chứ. Mày chị hả, tao bán mà tao thấy bà hà tao lên không ưng ý tao chửi chứ. Tao chửi chiếc like nè. Chửi vậy chứ là vải đẹp lắm mấy chị nha. Đây. Tại vì em thích cái mẫu kia không có coi giảng. À, em thích cái mẫu kia không coi giảng nha mấy chị nha. Rồi, đây mấy chị. Bộ này mà chị nào hồi bữa trước bà Ly Hồ nè, bà hỏi Yên ơi vải bộ này có không, chị lấy vài bộ là bộ này nè. Mà em may mà hè mà không ưng ý em là em như con điên á, em chửi xưởng banh xác luôn rồi chị. Nó vẫn biết là nó may không đúng. Quần bi lửng kem chị Di Á
bao nhiêu ký chị? Nè quần nè, nói chung là nó may y chang form vậy đó. Áo nè, áo là form, form sau dài, form trước ngắn ha. Áo ha mấy chị ha, những bộ này là mấy chị mặc mùa hè được 150. Chị nào bầu bì mà bụng nhỏ nhỏ giống như em mặc được nha, bụng nhỏ nhỏ thôi. À, cái này là chốt giùm em họ tiết đỏ nè, mai tôi trẻ hàng về cho biết nè, tôi nhắn cái tin mai tôi trẻ hàng về cho biết nè. Đủ mẹ biết làm sai vẫn làm, chứ không phải không biết làm sai đâu. Ai lấy gì vậy? Lấy gì 75 kg? 150 ngàn. Di ái, di ái bi, quần bi của di ái 120 ngàn, quần bi của di ái 120 ngàn. Bữa giờ tưởng gì di ái có mấy ký không? Cái hồi nãy là họ tiết đỏ đúng không? Cái nãy là họ tiết đỏ nè. À, rồi cái này là họ tiết vàng nè mấy chị, 150. Cái này là họ tiết vàng nha. Đây, cái này là họ tiết vàng nè mấy chị. Đây là họ tiết vàng dây xích nè. À, chị nào chốt họ tiết vàng dây xích form A chốt giùm em. Form A họ tiết vàng kèm với lại quần. Đây, 150 nha mấy chị nha. À, 150. Chị nào chốt họ tiết cánh sen thì chốt họ tiết. Cái này là vải giống như thun lạnh vậy đó, vải y chang thun lạnh. Họ tuyết vàng nè. Chị nào chốt họ tuyết vàng thì chốt lên giùm em họ tuyết vàng. Họ tuyết vàng ha. Còn cái đây là họ tuyết nâu nè. Cái này họ tuyết nâu quý vị ơi. Họ tuyết nâu, họ tuyết vàng. Cái này là họ tuyết nâu. Chị nào chốt họ tuyết nâu chốt giùm em họ tuyết nâu nha. Chốt giùm em họ tuyết nâu đây. Họ tuyết nâu. Chị nào chốt họ tiết nâu chốt giùm em họ tiết nâu này nha. 150 ngàn một bộ ha, mai gửi hàng cho. Ủa Ngọc Chảnh tối qua gửi hàng rồi mà. Ủa Ngọc Chảnh tối qua gửi hàng rồi mà nói gì vậy Ngọc Chảnh? Cứ chụp bill qua là đi rồi á. Mấy chị mà muốn mà để bill lại là xong cái like này nè, khách cũ là nhắn tin để bill lại, còn không là em cho đi hết á. Trước khi mà mấy chị đi hàng rồi, mấy khi mà để chụp bill qua rồi mấy chị đừng có nói yên ơi bỏ cái đó lại, yên ơi lụn cái đó, lụn cái đó là không có được. Mình phải xác định là vậy á. Đi hôm qua rồi mà, gái đi hôm qua rồi mà, hỏi gì nữa vậy? Đây là họ tiết xanh nè mấy chị, mai em trả lô hàng về cho biết, cho biết mặt nè. Họ tiết xanh nè, họ tiết xanh. Chị nào chốt cái họ tiết xanh chốt giùm em họ tiết xanh ha. Đây, họ tiết xanh. Chửi con gái nhắn tin nè. Mày may lại y chang cái rập hồi bữa, cái bộ nhà kia, cái vải đó và cái họ tiết gần gần giống đó, rồi mai chở cái lô thun này về. Mày biết sai mà mày vẫn làm, mày biết sai mà mày vẫn cười, mày biết sai mày cứ đùng cho tao bán rồi hàng còn một nùi ở trên này. Hàng mày làm mày biết sai mà mày vẫn cắm đầu mày làm á Trang. Ủa biết hàng sai mà mày cứ đùng lên hoài, trong cái đó hàng thì chờ mày. Đã nói người ta đã gửi cái mẫu qua, người ta nói là may dúng dày vải dày lựa họ tiết khác thì làm cứ y chang. Ủa mày cứ làm hoài đi, đâu phải một lần hai lần Trang, mà mày cứ làm hoài đi Trang. Mày làm một lần hai lần được rồi, mày làm hoài đi Trang. Tao đã dặn xong mày cứ làm vậy đi, còn ai thay mày đi theo ý người ta thì theo ý người ta. Còn đây tao dặn gì mày may đó đi. Có hàng tồn mà một bữa đâu mày cứ giao cho tao không mày. Làm hoài. Hàng có hàng ngày chờ hàng lên bán mà làm hoài à. Ăn quen cứ bao nhiêu ba mấy chục bill lên, mấy chục hàng lên là mình cứ ừ thôi kệ nó. Giờ bán rồi giờ biết hàng đâu, hàng đâu mình làm. Ví dụ mình bán được thì mình bán sale nó còn ra hàng. Còn người ta xưởng trả gì người ta biết làm gì. Cứ bắt đầu cứ vậy á. Nguyên năm trả ra được 1, 2, 3 mẫu cứ nó làm hoài à. Cái hàng gì tồn dưới nó cũng đưa lên cho mình. Hàng gì tồn dưới nó cũng đưa lên cho mình. Đây là giúp nha mấy chị nha. Mấy chị
con cái form Zoom nè. Đây là Zoom ha. Zoom này là 280.000. Đây nha mấy chị nha. 280.000. Nó làm giống như là bán buôn xong rồi đủ mẹ like xong tiếng rưỡi phảnh chân đi ngủ vậy. Cứ hàng gì tồn, hàng gì mà sai là nó cứ đùng lên nó làm cái có chuyện vậy đó. Hàng làm lên thì sai lên, sai xuống mẫu. Cứ cái chỗ nào mà đẹp nhất đó là coi như nó tiết chế hết. Làm trăm lần với chục hoặc hàng lên thì coi như số lượng thì không đúng. Tính tiền thì năm mấy cái, mà hàng lên bốn mấy cái. Mà em thì ba năm nay em không kiểm tra hàng. Chụp lại báo qua Zalo cho chị liền ơi. Bây giờ nói vẫn chưa là nhận được hả? Có thử đúng cái mã đó không? Cái này Zoom nè, 60 đến 100 ký. Zoom này, Zoom này mặc là bao gọn nha mấy chị. Cái này mẫu này caro nha, mẫu này caro. Em nhắn tin có thấy ok nên em tưởng còn không à, họ tiết xanh dí nâu của chị Như Đòn. Họ tiết xanh dí nâu, họ tiết xanh của chị Như Đòn nè, 150 nè. Họ tiết nâu, mình cứ bao nhiêu lần mình không trả, nó giống như nó coi mặt mình vậy đó. Họ tiết nâu nè, 150 đó, nó 80.000 thôi. Ờ, 80 cái đầm 258, nhưng mà con nói với cô đó là áo đó là 50 đến 75 ký thôi. Còn cái này là Zoom Bell nè mấy chị, con này Zoom Bell, con này Zoom Bell nè mấy chị, đẹp không đó? Zoom Bell nè, ở trong cái lớp quần ha. Zoom Bell đồng ý là vải là đẹp thiệt á mấy chị, nhưng mà may không có đúng theo ý em dặn, may không đúng theo ý em dặn. Bé bay đi kiểm tra hai bộ này cho chị đi, kiểm tra bộ này với bộ này, kiểm tra hai bộ này coi thử có nhảy sai không nha. Sắp ra con này là Zoom, Zoom Bell. Zoom Bell này có size từ 60 đến 100 ký nha mấy chị nha. Zoom Bell có họa tiết xanh và nâu. Con Zoom Bell này có size từ 60 đến 100 ký, mà Zoom này thì hơi rác, 280 nha mấy chị nha. 280.000 con Zoom này hơi rác ha. Chị nào chốt con Zoom này thì chốt cho em nha mấy chị nha. Zoom này thì giá hơi rác tí xíu, 280 một Zoom ha, 280 một Zoom. Ủa anh ơi, hồi nãy anh chút vô bao nhiêu bao hàng xúc vậy? Hai bao anh đưa vô cho em hết luôn hả? Một bao. Để em lên hàng xúc có gì mấy chị. Hai bao hàng xúc nè. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị nè. Chưa biết cái gì, nhưng mà giá nó cũng 150, nhưng mà em chưa biết nó là cái gì. Hình như là may cái chắc là may bộ nhà sao mấy chị. Em thấy ở đây có hai size ha, để em coi thử nha. Em coi thử sao nó có hai size à. Cũng 150.000 luôn. Đúng đó Yên, bộ này vải không coi giảng mới đẹp. Hồi bữa em may một lần rồi, hồi bữa em may một lần họa tiết có dây xích á. Không biết là chị Trần Triều Khang nhớ bộ đó không, thì em mới kêu nó là lấy vải đó luôn, nhưng mà họ tiết khác. Thì bởi vậy chụp lại một lần nữa, chụp lại một lần nữa, đưa cái form này tao nè, lấy cái máy đi chụp cho tao nè, nè lấy cái máy đi chụp cho tao, chụp đi. Đây nè, bộ sọc, nhưng mà bộ này á mấy chị, bộ này có hai size thôi. Đây, bộ này giống vậy và bộ này hai size. Thấy nó may dựng ứng không? Mấy chị thấy nó may mà muốn lộn không? Đó, ứng cái này may hai size. Thấy muốn lộn không mấy chị? Đó, ứng này nó may hai size. Đây, hai size. Đó, chào chịu khen thấy không? Nè, không coi dễ, thấy cái bộ này đã đẹp không? Tùy cái mẫu để mà mình may vải. Đây, ứng vậy á, có size L với L. Bộ này chị Trần Diều Khang muốn đặt cũng không được nữa, bộ này muốn đặt cũng không được nữa. Hai cái phong quần giống không? Giống luôn phải không? Đưa đây, đưa đưa hai phong quần lại chị coi.
này là bộ này là má thì bán hàng mà gặp cái con đuổi xưởng này thiệt cái chứ. Họ tiết xanh nâu đúng đây kiểu này mà cổ tiên này đẹp. Kiểu này chị mặc thử cổ này đi, tại vì bữa trước em may cái mẫu này rồi em mặc rất là đẹp cho nên em mới cho may lại. Tới giờ live stream là vậy, nó nghĩ cứ buôn bán không cực khổ sao? Bao nhiêu ký vừa chị? Cái mẫu mà lụa ở sau á, cái mẫu lụa ở sau á là size là size á là từ 60 đến 80 ký. Còn cái mẫu thun á thì em có size tới 100 ký luôn. Mà nói chung là nó may form ok chứ không phải may không ok. Nhưng mà cái em ghét ở đây á là may không có đúng theo cái ý mình dặn mấy chị, chứ không phải là nó may không đẹp chị Hằng, không phải là nó may không đẹp ha, không phải là nó may không đẹp, mình ghét vậy á. Hỏi nó sao may có sai L với L không, nó kêu giờ còn phải vô như đó biết sao, nó trả lời vậy đó. Hả mẹ thì nó biết em nói thiệt chị, nguyên một năm á hả, cứ 30 mẫu là nó nay sai em phải 8-9 mẫu mà chưa bao giờ trẻ nó, nay em trẻ hết cho nó biết hàng, nay trẻ hết cho biết hàng hè, bán được nhiêu bán mà.
ha, mà mấy chị giờ không chụp hình lên á là mấy chị để hình con mẫu nó vô, nó khác nó một hụt nút thôi, là những con mẫu đó bao nó cánh bướm mong manh, nó nướng lột lên, nó kêu không giống mẫu nó trẻ ác nhân vậy đó. Mình bán mình giữ từng khách luôn á chị Châu, mà nhiều lúc á thì có con sữa mình đủ má nó đâm gì đâu luôn á, ai cũng yên lặng chờ yên chửi lộn. Cái này chị quy hình chưa nè, thiệt có nhiều bữa em nói thiệt kiến hả, như người ta là hàng mình may thế này thế kia là em mặc chút lai em sẽ im, còn em cứ chơi tuột hết á. Cái này size 16 là dưới 82, 83 kg thì em có hai con. Nhưng mà chị nào mà đã mặc con dâm này rồi đi đám cưới là chị đã biết sang liền. Còn em là chơi chút lút hết á chị ha. Một con nè, dâm này lấy rồi. Một con là size từ 68 kg đến 75 kg. Một con là size từ 77 kg đến 83 kg nha. Đó, em đọc size cho mấy chị luôn á. Em đọc size cho mấy chị luôn ha. Giờ một cái dâm 16 của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy 150 nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy 150. Cái đó là 150 của chị Huyền Nguyễn. Cái này là của chị Quy Huỳnh nè. Nè cô bé lộn riêng cô Quy Huỳnh nè. Coi lộn hai cô nha. Ờ em là em chơi tục luộc luôn à. Em là em chơi tục luộc tút lút luôn à. Còn nó muốn sao nó muốn à. Hàng hóa như cái quần què vậy á. Hàng hóa giống như cái quần què luôn. Lên chị kia lấy rồi giờ chị lên ơi. Ủa nãy Bi có bỏ hai bộ này vô lại không? Hai Bi quăng lên chung rồi Bi. Đâu hai cái quần đâu? Ai có cầm lộn mấy quần em không? Đây nè, tướng nè, phân ra đây, phân ra đây. Bây để một bộ, bây để một bộ size thấy ra L ở ngoài đây. Pha tiếp cho chị bộ này đây nữa, mà chị lộn tiếp. Giờ em rảnh rồi mấy chị, ông em chấp nhận rảnh mà. À không, rồi giờ cho hai bộ đó vô bì rồi ghi giấy đàng hoàng đi. Rồi bé lùng đo tiếp hai bộ này đi gì. Đón em rảnh lắm mấy chị, cho táo bến bên kiều luôn. Nè, đo tiếp hai bộ này đi. Đo tiếp hai bộ này. Tối nay em rảnh nha, thiệt em rảnh thiệt mà. Kệ tối nay vừa like vừa cho vừa chửi lộn cho vui mấy chị, lâu lâu có cơn khùng mà. Có những chị khách đàng hoàng rồi vô họ cũng ngứa ghen, nhưng mà kệ em đang ngứa ghen nên mấy chị đợi em ơi. Bóp ngứa ghen để em trao tiếp. Đợi em bóp ngứa ghen em trao tiếp chứ giờ em tiêm máu quá rồi. May hè trong khi đó mình trân trọng từng khách đó mấy chị. Em nói thiệt luôn á, em dùng từ là em trân trọng từng khách luôn á. Còn nó muốn gì nó muốn à. Kiểu này mà của tiêm là đẹp. Chị thử cái kiểu này đi. Cái bộ lụa mà không to dạng nó chị thử đi. Đó chụp tiếp đi. Nè máy này chụp tiếp lên. Máy này chụp tiếp đi. Có gì em siêu rẻ mẹ hết trơn. Dạ em có con áo bán 40 ngàn. Em nói với chị con áo lông chuột này đẹp dữ lắm. Con áo này lông chuột đẹp dữ lắm. Hồi bữa em có mặc thử tại mẹ nó đi. Áo 160 bán 40 ngàn luôn. Xỉa tài nha. Nhưng mà còn size nhiêu đây? Đây còn size nhiêu. Nè lấy cái bì này nè. Lấy cái bì này. Giờ đếm đi rồi ghi số lượng ở ngoài trả hàng đi. Đây nha mấy chị nha, áo lông chuột xẻ tà. Khi mấy chị mặc lên cái tà trước nó tự động nó xéo nha, bán 40 ngàn. Em còn size XL dưới 80kg nè. Rồi trả mấy đây. Size XL là dưới 80kg nè, đếm hết. Đếm hết. Cái này của nó luôn nè, cái kia bỏ vô bao đi. Quần hồng là size L mà bự hơn hả? Quần hồng size L mà bự hơn. Ừ. Quần hồng size L ha. Hả? Quần hồng size L mà bự hơn XL. Đó rồi ok bỏ vô đi. Cứ phân ra hết cho nó gì cho nó tự xử lý. Chán. Bán hàng với cái quần què với mình thì trân trọng từng khách. Mình sợ mất lòng từng khách. Em mới vô rồi đánh lộn ghê vậy. Thôi em bị khùng hết chị.
Khùng mà. Mấy chị không biết đâu, nó không có hiểu cái cảm giác đó của em đâu. Áo 40.000 của Linh Nguyễn nè. Áo 40.000 của Linh Nguyễn nè. Áo này còn size hay này, mặc bó lắm, còn cỡ 80 kg rồi, ăn le le chốt luôn đi. Em nói thiệt mấy chị không biết mà mình bán mình trân trọng từng khách á. Còn trụ mẹ qua nó cái đá đổ dịp nghỉ từng khách vậy đó mấy chị. 40.000. Ăn le le đi. Em nói thiệt á, hết rồi. Em mà em dùng từ là em trân trọng từng khách đó quý vị. Nè đầm sơ mi 36 cái. Cái bì đen đâu, đứa bì đen hả chị? Đứa bì đen hả chị? Ờ ha ha. Cái bộ của bé lùn đưa cho còn nhiêu? 36 hả? Rồi đúng rồi, ghi ổng ngoài đi. Ghi ổng ngoài 36 đưa ra. Ghi dúng lên trang thì luôn nè Bi. 36 nhân nhiêu đây? Nhưng mà ghi cái này 36 nha. Trả về đưa xuống cho bác Tư. Ghi xuống bông xuống cho bác Tư. Nay em trả về hết. Đủ má trả làm cho lòi lồn luôn. Thiệt. Cho biết. Cháu biết cái cảnh mình buôn bán cực khổ. Ngày nào cũng làm tới 2-3 giờ sáng về chụp hình. Mình cố gắng mình nâng niu từng chút á. Áo ba lỗ này dưới 70 kg nè, bán với chị 40.000 luôn. Dưới 70 kg áo lông. Áo này là chốt giùm em áo xám. Cái em có nể nang con nào thằng nào hết trơn trời. Hứa luôn ở đây em có nể nang thằng nào hết trơn. Hỏi nể mẹ gì luôn đi. Nể chi cho mệt rồi. Ôi trời ơi nè áo lông chuột nè. Bán luôn 40.000 size dưới 70 kg áo ba lỗ nha. Áo này em mặc đẹp lắm mấy chị. 40.000. Ở dưới 70 kg áo ba lỗ xám. Dưới lông chuột dưới 70 kg áo ba lỗ. Lông chuột dưới xám. Còn có size L không à? Có cái XL nè. XL dưới 60 kg nè, ba lỗ. Mẹ làm hoài, nó hoài. Cặp thì nó hoài. Có một cái L à, có một cái XL à. Lông chuột, lông chuột tay L nè. Linh Hồi. Có một cái L của Linh Hồi nè. Lông chuột của Linh Nguyễn nè. Linh Nguyễn quận 8 á, 40.000 con. Linh Hồi 40.000. Ở lộn 40.000. Mãi bán hàng hồi ra tới 40.000 luôn. Đúng rồi. Trời ơi má ơi. Đúng rồi. Trời ơi má ơi, 90 kg nè mấy chị. Lạc đạn đâu đây nè, 200 xả 120 nè. Tay 80 đến 90 kg nè, trời ơi, hàng không có bán đi đâu lạc đạn không biết nữa. 80 đến 90 kg. Nhiêu qua này. 200.000 xả 120. 200.000 xả 120 nha mấy chị nha. 200.000 xả 120. À, chị nào chốt áo lông chuột hoặc áo xám chốt giùm em nha, 200.000 xả 120. Còn một con duy nhất thôi. Sao hồi bữa cái mẫu này không đem ra kho mà sao để trên cầu thang vậy Huy? Áo trắng của chị Hiền đen nè. Chị Hiền ơi, đây là hàng sale cho nên là 80 đến 90 kg nhà em có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Chị Hiền đen, có ok thì chốt cho em nha. Rồi rồi, rồi nhắn tin cho em xin địa chỉ số điện thoại. Nè có một bộ 60 kg nè. 120 có một bộ 60 kg nè, 60, 63, 64, 65 kg nè. Một bộ rồi ở giữa có trung lưng nè. Ở giữa có trung bụng dưới 65 kg nha. Rồi bộ này bán cho mấy chị 80.000 luôn, 60, 65 kg chốt bộ. Chốt bộ beo đen này giùm em nha. Có ok thì báo chốt hàng, còn không ok báo xã nha chế. Trưa live 2 giờ, tối 8 giờ 30. Dạ bữa nay em bị đen. Sáng ra đường gặp con mèo đen. Khi sáng ra đường gặp bà bò quýnh. Tái tê ghê ngổn luôn. Hộp bao đây vô kho luôn rồi bên. Chị Hiền ơi ok thì nhắn tin cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Không ok thì cứ báo xã cho em chứ không sao hết ha. Chứ không báo không sao hết. Cảm ơn chị Hiền. Nhà em không có sao kiểm tra hàng cho bán hàng đàng hoàng dễ thương lắm. Không có nhân viên nha. Có gì cứ bắn vốn thẳng em. Con đứng về dọn cái khu ngã ba cầu Bình Tẻ đi con. 80.000 bộ beo. Bây giờ cái bộ máu beo đưa ra kho có bộ beo 80.000 của Thảo Hiền Trương. 60 đến 65 kg. Bộ
veo 80 ngàn của Thảo Huyền Sương. Con đưa hết mấy cục áo qua đây luôn. Mấy cục áo thun nó qua đây hết đây. Nha. Trời má ơi. Đây là bộ bò nè mấy chị. Đây là bộ bò nha. Chị nào chốt bộ bò chốt lên giúp dùm em bộ bò. Bộ bò này phải đuổi 220. Bộ bò này phải đuổi 220 nha mấy chị nha. Đúng rồi. 220 phải đuổi bộ này mặc lên cưng á. Chị nào mà có bụng là nên mặc bộ này nha. Bộ bò này kèm cái quần nè mấy chị. Dạ cắt máy rồi chị Tường Vi Khoa. Chị ơi Tường Vi Khoa ơi áo chú 44 á. Em chỉ còn màu đen thôi. Không có còn màu kia chị. Em nghĩ nó về không có kịp. Ha. Cái gì anh? Chị Hiền đeo 77kg vừa nha. Áo đó nó có nhúng như bình thường ha. Bộ bò này 220 nè. Áo không? Ừ, quăng hết luôn. Quăng hết qua góc đó cho chị Bi sắp lên đây. Cho chị Bi lại sắp cho ngay ngắn luôn. Nó cũng phải có chị Bi vô nó mới chịu làm được. Chứ không? Bà Viên Lạc Sơn có chú ép vô đây chi vậy? Không mới hỏi bà kìa. Bà Viên Lạc Sơn. Con đưa mấy cái đầm riêng ở đâu? Còn mấy cái đầm riêng là bán xe con bộ caro nữa nè. Đây nè, bộ caro màu đen nè. Trời ơi, áo rồi, mất cái áo rồi luôn. Mất cái áo đen rớt ra ngoài, có được cái áo nào vậy? Áo nào? Mấy cái áo quăng hết lại đây như vậy. Đây nè, cái gì lụng dụng á. Trời ơi, có con áo 120 nè. Chết chưa? Bán 100 ngàn nè, 60-75kg nè. Áo tôm mì chữ ký có một con. Tôm mì chữ ký dưới 75kg có một con nha, 100 ngàn. Vậy áo vú trên vừa rồi vừa không, nhưng mà còn một cánh sen à, vừa tay 44 vừa Tường Vi Khoa. Em lấy đi để chị đưa cái kia qua cho chị không? Đâu cái của Tăng Quý Linh đâu anh ơi? Đưa Tăng Quý Linh đây. Đâu? Nãy mấy cái áo vú của Tăng Quý Linh á. Đúng rồi, vú là giờ không bán nè không? Cái bộ này size có một này chốt cho nhung vỏ 120 nè. Nhung vỏ bộ cô gái 120 nè. Bây giờ Vi xuống thì giúp Vi xử lý cái này chị. Hai cái này là hai cái đầm nè, đầm kìm áo khoác coi trùng vỏ nha, móc nhà dưới đi. Áo 100 ngàn của chế Thi Mi nè. 100 ngàn của Thi Mi nè. Em dọn cái phòng cái hàng nhiều quá em sợ giờ khui hàng Quảng Châu nữa nó suy sụp xỉu mấy chị. Đầm 280 xả 190 nha. Đầm này size 60-70kg, đầm zin to giãn nè. Mấy chị coi phân đầm này mấy chị hãy chốt nha. Đó. Bên này có túi nè. Đẹp không mấy chị? Vậy lấy hai áo bình thường nha. Lấy ba áo, hai áo. Đây còn ba cái nè. Chị Tường Vi Hoa ơi. Đó nè, còn một cái cánh sen với hai cái màu kem. Đó, chị lấy cái nào chị lấy đi. Một cái cánh sen với hai cái kem. Lấy cho em bộ cô gái bay. Giờ bộ cô gái hình như bỏ ngoài kho rồi. Để ra kiếm bộ cô gái size 2 trời. Xả 120. Bi ơi Bi. Xong chưa? Cái này lấy gì vậy con? Này lấy gì đây? Để lấy bộ cô gái nha. Bi đâu rồi hả? Này để đem treo luôn nè. Lấy cái khăn xanh bên này. Để em lấy bộ cô gái 90-100 chốt chân nè. Ở đầm riêng nha. Có chị nào chốt đầm riêng không? Có chị nào chốt đầm riêng không? Một cái chống tuột kem, một cái chống tuột với lại một cái ren kem. Lấy chống tuột đen hả? Tường Vi Khoa nè. Xong chị Khoa, con ngon đây. Tường Vi Khoa cái này 120 nè. Tường Vi Khoa 120 với lại qua lấy một cái vú chống tuột đen 40 cho Tường Vi Khoa. Đầm riêng của chị Thanh Hoa. Trời ơi, con đầm này em nói chị Thanh Hoa hả? Ai mặc lên cũng xuất sắc hết. Chống tuột 40. 44. Chống tuột 44. Rồi cái này đầm riêng của chị Thanh Hoa 190 nè. Đầm riêng của chị Thanh Hoa 190 ngàn. Em có một con đầm cuối cùng size 12 dưới 72kg. Dưới 72-73kg đầm đi tiệc nha. Mây vỏ có muốn chị may đầm cứ là kiếm mẫu hay, hay là em muốn chị kiếm mẫu cho em. Đây nè. Em thích có tay hay không tay báo chị kiếm mẫu đi. Chị coi được nó may ra làm sao ạ. Nè. Em có một cái con đầm đi tiệc là hàng Việt Nam xuất khẩu này đẹp không mấy chị. Nè, Việt Nam xuất khẩu nè ha. Đây. Có một con. Size này là dưới 72kg. Trời ơi, chị nè mà vừa con đầm để em nói mấy chị 300 ngàn mặc lên.
300.000, sale còn 250. Hôm nay có ba lỗ không? Có ba lỗ mà size L chị Huỳnh à. À, vừa thì có chống tuột em lấy thêm. Tuột vi kho hai cái rồi đúng không? Rồi hai cái này ghi lại cho cô Lucy nè. Ba cái để lấy thêm cái gì? À cái bình đó của cô Lucy à? Tuột vi kho hai cái, một cái 44 là 160. Một cái này sale 120. Rồi bỏ lại cho cô Lucy ba cái áo nhún nè. Ba cái áo nhún 44 nè. Cha mẹ cô Lucy. Ba cái 360 nè. Dạ. Chắc cái áo mới vô nè con. Trời ơi em nói thiệt chị nè, mà vừa với con đầm đi tiệc này nè, mấy chị mặc vô từ cái vải tới cái dáng tới cái màu đẹp lắm ha, đẹp cực kỳ luôn, đẹp dễ sợ lắm. Cái bao gì dưới kia rồi nè, còn áo bên này nữa là lùng thử lý luôn rồi con, gì rất là tin tưởng không con nha. Đầm đó em vừa không chị từ vi kho nhiêu ký đầm đi tiệc có tay đi chị. Chị Kim Ánh, chị biết sao không? Chị chờ em ngày mai được không? Em về một lô đầm Việt Nam xuất khẩu có tay cho ngày mai có nha chị, ngày mai về tới nơi rồi. À, đó là gì vậy? Áo đó gì, áo trắng nữa hả? Chắc chắc áo trắng hết tên à. Bà đang cười gói, bà chắc đến cười gỗ cái là mệt mỏi thiệt chứ. Ê, nè chị Tuyết ơi, lỡ lộn nè, chị Kim Ánh ơi cái gì? Áo khoác để đi. Nè mấy chị coi bộ xếp ly bụng nè. Mấy chị coi cái form này vải coi giãn đẹp lắm nha. Coi form nhà men đi ha. Đây, thằng má ơi coi form lá nguyên cục mỡ. Ba loại trắng phiếu luôn đây. Trời ơi coi xuất sắc chưa. Em nói mấy chị là mẫu này hơi bị xuất sắc cổ tim nữa. Tại vì bà Ngọc Chảnh đâu rồi. Bà Ngọc Chảnh đang chờ bộ cổ tim đâu rồi. À ba lô không phải ba lỗ. Chị Tường Vi kho nhiêu? Mà trưa 2 giờ tối 8:30 nha chị Kim Ánh. À, nhiều lúc khùng khùng vậy chứ bán hàng dễ thương lắm chị nha. ba lô nằm kho bên kia rồi chị Chi Quỳnh. Chị Chi Quỳnh nhắn tin đây, chị Chi Quỳnh nhắn tin cho em là gửi mẫu ba lô cho chị em gửi cho. Còn mấy cái ba lô hàng si đẹp lắm. Chị muốn hàng si hay muốn hàng LV gì đó. Nếu chặt quá bị lấy cái bao kia ra. Ừ. Chắc kiểu đó may đổ vừa. Cái bộ này là 220. Cái khăn xanh này nè. Cái bộ này là 220 nè mấy chị, bộ đùi nè. Đẹp không? Xuất sắc luôn ha, 220 bộ này. Chị nào chốt bộ này 220 thì chốt lên giùm em bộ đùi đen 220 nha. 220.000 bộ đùi đen. Chế nào chốt đùi đen 220.000 chốt lên giúp giùm em ha. Chốt lên giúp giùm cho em bộ đùi đen. Trời ơi má ơi, gửi tin nhắn ở trong tin nhắn đó bà nội. Gửi tí xíu tôi làm bill xong tôi mới đọc, chứ giờ bà gửi đây sao tôi đọc được nha. Bộ này 220 nè. Ai chốt bộ xích ly thì chốt lên giúp giùm em 220 nha. Má muốn xả cho mấy chị một mẫu đầm ghê mà giờ lượt coi yếu quá. Có mấy chị còn ở trên này không? Có ai còn trên like nhiều không? Em xả một cái mẫu đầm khuy độc cho mấy chị. Em xả mẫu đầm này là mấy chị sẽ hốt liền. Có tay mà tay rất là đẹp luôn. Mấy chị còn ở đây không? Còn thì cho em một giọt bi ơn. Bi ra cái kho cái bộ cô gái với quần beo á, 120, bi lấy một bộ size số 2 cho Na Nguyễn đi. Bỏ ngoài kho ra, cái bì nó còn chút chiếu, nhỏ xíu anh thương á. Ở giờ còn nhiều không mấy chị? Nhận hàng rồi em mặc vừa đẹp lắm, cảm ơn chị Thủy Hằng. Tôi thương cái nết và Thủy Hằng lắm nha. Mấy chị biết sao không? Tại vì người ta không có tiền á. Người ta mua gói ghém trong cái đồng tiền người ta, ta không có bơm hàng. Em nói thiệt. Nói chung là tôi rất là thương cái nết của chị Hằng. Tuy là chị mới mua tôi lợi nhuận tôi chưa đủ xây cái nhà lầu nha. Em xả con quần này cho mấy chị nè, quần này con nem mặc được nè. Em xả con quần này cho mấy chị nè. Con quần này 120 xả cho 60 nè. Quần này nó giống như legging á, nhưng mà nó rộng. Size này 85-95 kg nha, xả 60. Xả 60 con quần này ha. Chị nào chốt con quần này chốt giùm em nè. Na Nguyễn 60.000 nè. Na Nguyễn 60.000. Tôi nói thiệt lòng á, cháu ngoại tôi nói dối lòng lắm. Đây, bà nào hôm nay chốt được cái bộ caro này còn đúng một bộ bị lưu lạc nha. Bộ này là hết rồi, sấy đây lờ. Nè đẹp không mấy chị, coi quần form baggy nè. Có quần form baggy nè ha. Quần này form baggy nha. Đây,
Quần này form baggy. À, chưa có quần tay chị Hương Trần ơi nha. Quần 60 khách lấy ở đây nè, áo nè. Trời ơi, áo vải đẹp dữ dằn lắm. Đó. Rồi bộ này xả cho mấy chị 160.000. Sao em không nghe nói chị thương em thương thầm nha. Mày là để 7 thương nha. Bộ này là size từ 70 đến 79kg. Là cái bộ caro này nè. Em xả cho mấy 260. Em xả cho mấy chị 160.000 bộ này. 120 của Nang Nguyễn. XL của chị Trần Tuyền. Trời ơi, chị Trần Tuyền chốt được bộ này. Chị Trần Tuyền quá đã luôn. 160 của chị Trần Tuyền. Em nói thiệt, chị Trần Tuyền chốt được con quần này là quá đã luôn á. Nè, còn con quần 60 nữa ai chốt nè. Trinh Phạm quần 60 nè. Trinh Phạm quần 60 nè. Trinh Phạm quần 60 nè. 60 của Trinh Phạm nè. Một mùa tu sang có ăn. Thôi đùa của em là ở gì? À, caro, caro cắt lấy rồi, caro cắt lấy rồi. Chị An Le Le, chị Linh Nguyễn ơi, caro cắt lấy rồi nha. Ồ, hồi bữa em nhớ là chị Linh lấy không kịp mẫu này hả chị Linh? Em nhớ là chị Linh Nguyễn không lấy kịp mẫu này. Đây là à, áo khoác cô Tông. Hồi nãy chị nào hỏi em. Hồi nãy chị trò coi nè đi. Khăn, khăn vô rồi hả? Lâu cài cửa hả? Thôi đừng, đừng hờn, dần đi. Trời em không hiểu cái hàng gì mà nó vô nó bụi quá trời bụi luôn á mấy chị. Bụi hoa lao uống ván, hoa gàng uống ván luôn á. Quá trời bụi. Hồi bữa giờ các chị nào hỏi cô Tâm khó cô Tâm dẻo không ta? Đâu ai thấy cái điện thoại mới để đâu rồi ta? Chị thích mày anh. Mới giúp chú cái điện thoại để đâu mất tiêu rồi. Bi rồi. Đây. À, cô Tâm dẻo 220. Cô Tâm dẻo 220 nè mấy chị, size 60 đến 90kg mấy chị coi cái form áo nè. Cái thằng này là hàng Quảng Châu nha, hàng Quảng Châu gốc luôn á. Mà em nói mấy chị nó đẹp xuất sắc lắm. 60 đến 90kg có túi trong kèm túi ngoài. Có túi trong kèm túi ngoài luôn ha. Nè ngày mai sẽ về lô, ngày cách 3 bữa nữa sẽ rồi về lô này nè. Sẽ lời về lô xăng đan 220 nè nha. Sẽ về lô xăng đan 220.000 này. Và đôi này size nhiêu? Đôi này size 38 nè. Đẹp không mấy chị? Đó, hàng Quảng Châu 38 trắng. Chị nào chốt xăng đan 38 trắng chốt lên giùm em nè. Ngày mốt về lô này nè. Ngày mốt em về lô này. Mà lô này về mấy lần rồi đã bán không có đủ mấy chị ha. Chị cho em coi cái đầm đen sát nách đi chị. Có đầm sơ mi. Chị Linh có đầm sơ mi 95kg không? Chị Linh, chị Nguyễn Linh. Em còn cái đầm sơ mi beo á, nhưng mà size dưới 90-92kg à. Em hết size 7 của chị Linh rồi ha. Cho em coi cái đầm đen sát nách. Ủa nãy giờ em lên cái đầm đen sát nách rồi nè ta. À, em đâu có lên cái đầm đen nào sát nách đâu chị Kim Ánh. Xả cho mấy chị cái đầm khuy độc nha. Xả cho mấy chị một cái mã đầm khuy độc. Rồi mã áo khóc nhẹ các chị nào lấy nữa không? Xả cho mấy chị một nè, cái áo 60.000 nè. Ai lấy áo chữ C 60.000, 60 đến 85kg, 88kg nè. Áo chữ C 60.000. Chị nào chốt áo đen chữ C 60 buồn nữa. Đừng buồn. Đừng buồn nha. Em về hàng liên tục mà buồn gì chị? Hăng. Rồi đây. Xả cái đầm này là mấy chị phải nhanh tay lẹ mắt nha. Em do cái phong đầm này lên là mấy chị xỉu ha. Có cô Tâm xanh ngọc của chị Sương Nguyễn nè. Bà ta lá cái xanh ngọc đây. Còn cô Tâm nó còn không vậy đi. Nè lấy trong bịch đó rồi. Đưa cho chị Sương Nguyễn đi. Còn có mấy con đó. Mày ghẹo tao. Mày ghẹo tao cho vừa cái lòng mày. Áo 60.000 của chị Trần Tuyền nè. Chị Trần Tuyền 60.000 nè. Mày tập trung ghi đi nha. 60.000 của chị Trần Tuyền. Áo khoác 220. Khi nào chị like xong gửi hình ba lô cho em xem chị. Và con nhắn tin nha cô Chi Huỳnh đây. Cô Chi Huỳnh à. Chị Chi Huỳnh có nhắn tin em được. Tại vì chị nhắn tin qua em cái hình em nổi lên em mới nhớ được luôn. Bé Lùng chụp cô Chi Huỳnh gửi hình ba lô qua đây cái gì ạ? Tâm sự không? Đó. Tâm sự hả? Đó. Nè. Dơ đầm lên phát đủ má vô bán hàng mà gặp cái con tỷ mẹ đang sửa hàng cho con cặc kìa.
con dễ sợ lắm mà. Em nói riêng cái vải này ha, riêng cái vải này nè, đợi ta 5 phút quay gì ạ? Để có đi với Tuyển không? Không, em đi mà đây nè, thôi mà có gì đâu. Rồi chờ tao 5 phút coi. Vậy đấy, cho em hai cái ngực có gọng mút nhẹ lấy. Bây giờ ngực á, ủa hình như chị Linh còn một món đồ chưa đổi cho chị Linh phải không? Chị Linh ngày mai vô like em đi, ngày mai vô like đi, lựa cái gì đó hoặc là nhắn tin em cái gì đó em đổi đồ đi. Em nói mấy chị mà đổi đồ mà mấy chị không vô like mấy chị mua mà đồ qua một tuần là em không cho mấy chị đổi đâu nha. Mấy chị cứ giữ hoài, thiệt lòng luôn, mấy chị giữ hoài, xong rồi đồ em qua mẫu. Em đổi đồ cho chị Linh chưa? Đổi đồ mà mấy chị cứ để đồ ở dưới là em không có đổi được đâu nha. Rồi lên đầm cho mấy chị nè. Đầm này có size từ 60 đến 100kg đầm khuy đầm. Sao hổm giờ em không? Nè mấy chị không mua là ngày mai em để lại em chụp hàng chính quy em bán nha. Tại vì sao? Thứ nhất là tay cánh tim, thứ hai là cổ vuông nè, thứ ba là khuy nè. Đó, ha. Size 95kg nha chị, một trắng một đen. À, cô em mặc luôn rồi. Có nhắn tin mà, ủa vậy hả? 95kg size 44 hả chị? Sao hồi nãy chị không cho chị mua cái con size 44 mà áo vú có sen xả còn 120, sao chị không lấy đi? Rồi, hôm nay lần đầu tiên mà bán. Ồ, không có thì em đưa lên hàng chính quy ha. Em đưa cái này lên hàng chính quy nha mấy chị nha. Chứ cái hàng này là vải đẹp lắm, form cũng đẹp hơn nữa. Form cũng đẹp hơn những mẫu bây giờ nữa. Út ơi, mày về chưa? Có con Tuyển đi cùng không vậy? Để em chốt là em chụp lại của chị Linh nè. Mai mình vô live em làm việc xong giờ mới vô. Rồi để em chốt lại cho. Đây này chị. Nè còn hai cái con áo vú 16 xả 120, còn đúng hai cái màu này luôn. Size 44 nha chị Linh. Size này là size lớn nhất cuộc đời nè. 44 nha. Xả 120 nè chị coi. Cái form vú đẹp lắm. Chị coi cái form vú đừng coi bụng lòi mỡ em. Có phong chú đừng coi bụng lòi mỡ nha, lỡ đang kéo rồi nha. Đó, ủa xả mà không nói luôn hả? Xả mà không nói sao? 108 đầm khuy đọc chị ở chợ bác Cẩm Ngân Quỳnh thì mới mua hàng mà bả comment thấy thương không? 82kg khách mới nha chị. Xả 208, xả 108 bà nội nè, khó khăn quá, khó dễ sợ luôn. Trời, tao nghĩ sao bao đầu mà tôi đi xả trời. Dạ 82kg là chị mặc XL nhà em nha. Trời đất ơi. Nè, của chị Cẩm Ngân Quỳnh nè. Nè, cả chốt cái ghi khách mới luôn kìa, quất luôn. Quất đi chị lấy cái con đầm này chị cũng vừa nè. Hai cái 240 ha. Dạ 280 xả 180, vải đẹp lắm nha chị Sư ơi. Vải đẹp dễ sợ lắm. Áo vú hết rồi. Áo vú hết rồi. Hai con này của chị Linh nè. 180. Hai cái áo vú của chị Nguyễn Linh nè, 240 nè. Đầm của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Tôi nói cho mấy chị biết, riêng con đầm nào tôi không biết, riêng con đầm này mặc không đẹp trả tôi. Riêng con đầm này mấy chị nhận hàng về mà không đẹp, chửi vô mặt tôi. Em nói thiệt luôn. Form nè, em đang vô cái size của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nè, 90kg nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy nè, 180 nè. Nó là màu xanh đen nha. Nó màu xanh đen XL thôi hả chị Huyền? Hello. Trời ơi, VT Hương cô. Hello cô, trời ơi, mất nick cô gần cả năm nay. Trời ơi, rồi mày bỏ tao nè VT Hương. Đưa đổi lại Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Cô đêm. Đây, Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Lạc loài hương yêu, chìm đắm trong màn sương, gió lành mát chìm. Na Nguyễn nè, 108 của Na Nguyễn nè. Lấy một ít thôi, ok chị, lấy một ít thôi chị. Dạ ok. XL. Nó là màu xanh nhớt mà xanh đen ấy, mà đẹp lắm ha. Ai chốt đầm khuy đầu chốt giùm em. Xin lỗi mấy chị, với con đầm này em không mặc lên, chứ mặc lên là hơi bị đẹp nha. Nè coi chút nè, coi chút về mặc lên bán 208 nè, không sale luôn. Nói thiệt có cơn lắm, có cơm lắm nha. Chị Phương Trinh Lê nè, một cái hay nè, hay của Phương Trinh Lê, chế Phương Trinh Lê nè. Hình như qua đi bill chị Phương Trinh Lê rồi đó sao á? Ủa bữa nay cũng có hả? Đầm của Phương,
dài qua gối hết rồi chị Kim Anh. Em 1m67 là dài, em 1m67 là dài tới đây nè ha. Nói chung là đầm nhà em á, em không có luồng khách tuổi tin, em không có luồng khách tuổi tin chị Kim Anh, cho nên đang may đầm là phải dưới gối hết ha, chứ trên gối là em không có chơi nha, trên gối không có chơi. Nó nói thiệt lòng, ở trên gói không có chơi. Trên gói là trừ khi mẫu dâm hay mẫu gì thôi, chứ trên gói là không có chơi. Cái mẫu mẹ nè chị Liên, chị Liên nhỉnh đầm, chị Liên mê mẫu luôn nè. Giờ đưa lên size L nè, thấy phơn chưa? Em không có gọi điện chút hàng nha, đẹp không mấy chị Tây nè. Mà Trung Quy là cái vải nó đẹp lắm nha, Trung Quy 280 xả 180 mẫu đẹp không? Giờ đưa lên size L thấy mẫu đẹp chưa? Đó, giờ em đưa lên size L, mấy chị thấy mẫu đẹp chưa? Đầm của Thục Anh đòn tròn 3 ịt phải không? Thục Anh đòn tròn 3 ịt nè. Trăm tám vải đẹp lắm chị Thục Anh đòn tròn. Trăm tám 3 ịt nè. Có size 2 ịt nữa nha, 2 ịt là dưới 92kg. Cái mẫu này lên em nói mấy chị xuất sắc lắm. Trời ơi, bán like mà tao nói, bán nói muốn khen cổ họng, bán sale mà nói muốn khen cổ họng á mấy chị. Nói thiệt mà, tại vì biết sao không? Nói chung là để bên cái phòng này rồi, không có để ý là hàng có gì để bán. Mấy chị hiểu không? 65kg, ngực 98. 65kg là chị lấy cái size 60-70kg là size em đang cầm nè chị Kim Ánh. Nhà em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Kim Ánh ơi. 180 nè, ship toàn quốc là 20.000 ha. Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này. Chị cái vải beo màu trắng đen. Không, vải beo màu trắng đen may lên cái đầm nó bị rối lắm. Tin tôi đi, tôi may nào, tôi may 3 năm trời rồi là tôi biết hết trơn á mấy chị ha. Tin tôi đi, tôi may 3 năm trời rồi chứ không phải ít đâu quý vị. Quý vị có thấy em đẹp không? Đó, chị Liên cái con đầm này đẹp xuất sắc luôn nè chị Liên. Chị Liên có chốt không? Trưa em like 2 giờ, tối 8 giờ 30 nha chị Ánh. Vào tin nhắn cho em xin địa chỉ số điện thoại và nhớ cho em xin luôn là chiều cao phân nặng ở trỏng luôn ha. Rồi mai mình gặp nhau bill mấy chị nào mà khách cũ á. Khách nào mà khách cũ rồi đi bill thứ nhất nhận đàng hoàng rồi. Là bill này là bill thứ hai thì nhớ nhắn tin cho em là Yên ơi để cái bill lại. Rồi từ từ Yên ơi để bill lại. Rồi rồi từ từ gì sao ta? Rồi để mua thêm rồi gửi nha. Đó, nhiều lúc nói gì không biết luôn. Chị Nguyễn Hồng Hạnh ơi, sao chị Nguyễn Hồng Hạnh không chốt cái quần này đây chị Hạnh? Quần hàng xuất size 100kg nè. Trời ơi, quần này không đi chốt đi chị. Hồi chiều em chụp lên quá trời đẹp luôn á. Cái quần này mà chị không đi chốt đi, chị chốt cái gì vậy chị Hạnh? Thiệt lòng luôn á nè, tiếp tục nè. Quần size chị nè. Nè, quần size lớn của chị nè. Quần size lớn nè. Trời nè, size 3 ịt nè. Sao chị Hạnh mấy cái quần này không chốt người ta chị Nguyễn Hồng Hạnh nè. Nè, chị coi quần hàng xuất của người ta, người ta làm cái bo, làm cái dưới chân đẹp không? Người ta làm cái dưới chân rất là đẹp luôn nè, mấy chị thấy không? Đó, mã kem vàng nè, size chị nè. Cái quần này 120 hàng xuất mà không lấy đi chị Hạnh. Cô Kim Ánh ơi, vô cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Cô Kim Ánh ơi, con em nó gọi thao thức chị luôn á. Gọi tên em người ơi. Ánh mắt này xót xa.